mục đích. Nó liên quan đến mục đích này, liên quan đến cái mâu thuẫn trong cái sinh hoạt trong gia đình, rồi liên quan đến cái quyền lợi được hưởng ở trong gì ạ, trong nhóm. Thì cũng xin chia sẻ với cả các anh các chị rằng là đối với bà con nông dân mà sản xuất theo nông nghiệp hữu cơ chẳng hạn, thì ở dưới cái cộng đồng bà con nông dân ấy là anh em họ hàng rất là nhiều đấy, rồi có rất nhiều các cái mối quan hệ rất ở trong ở dưới đấy người ta có rất nhiều cái mối quan hệ rất là phức tạp. Và trong cái quá trình mà khi mà đến cái giai đoạn này ấy, nếu mà xảy ra cái việc mà phân chia không đều về lợi nhuận ấy, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái phát triển của nhóm. Và nếu trong trường hợp cái người trưởng nhóm mà không cầm cân nảy mực tốt ấy, thì nhóm này sẽ bị tan vỡ luôn. Và trong cái quá trình mà triển khai về nông nghiệp hữu cơ thì chúng tôi đã từng là gì, có rất nhiều nhóm bị tan vỡ ở luôn cái giai đoạn này, khi mà chúng ta đã không hòa thuận được về tính cách, không có cái tiếng nói chung và có mâu thuẫn trong cái quá trình mà phát triển nhóm. Đến cái giai đoạn tiếp theo, đó là cái giai đoạn ổn định và phát triển. Thì cái trong cái giai đoạn này ấy, thì nhóm nào mà đã trải qua được cái giai đoạn cạnh tranh, thì vượt qua được cái giai đoạn mà đấu tranh rất là khốc liệt đó, thì nhóm ấy sẽ giải quyết được những cái mâu thuẫn thông qua cái việc mà có một cái bộ quy chế nhóm rất là rõ ràng. Nghĩa là cứ bám vào quy chế, giống như vừa rồi mà cô Bình chia sẻ với cả các anh các chị rằng là yêu cầu tất cả mọi người bật camera lên. Ai không bật camera có nghĩa là bị vi phạm. Yêu cầu tất cả mọi người cho vào hộp chat chẳng hạn. Ai mà không tích vào cái hộp chat book đó thì có nghĩa là cái người đấy bị vi phạm. Thì cần phải có gì ạ? Có quy chế rất là rõ ràng. Và cái việc có quy chế này nó sẽ giúp cho nhóm sẽ ổn định theo đúng cái mục tiêu đề ra. Và các cái thành viên sẽ phát triển về số lượng, rồi là về chất lượng. Và các cái hoạt động đó nó sẽ mang lại cái lợi ích cho nhóm. Đến cái giai đoạn tiếp theo, đó là cái giai đoạn một là có thể là anh sẽ không phát triển được nữa. Hai là anh có thể gì phát triển hình thành lên một cái hình thức mới. Thì trong cái giai đoạn này ấy, thì chúng ta thấy rằng là có nhiều nhu cầu mới nảy sinh ở trong nhóm và các cái thành viên. Và việc liên kết giữa các cái nhóm thành viên với các cái để tạo thành các cái liên hiệp hay là các hiệp hội là rất là quan trọng. Và người ta có mong muốn là tách ra để thành lập một cái nhóm mới. Thì đây là một cái ví dụ như ở trên liên nhóm Thanh Xuân chẳng hạn, thì từ nhóm sản xuất thì các anh chị đã thành lập ra được cái hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân. Hoặc như hiện nay là ở trên Bắc Cạn ấy, là ở trên chỗ hợp tác xã Yến Dương ấy, là bây giờ các bạn ấy đang liên kết nhiều nhóm lại để các bạn có thể là trở thành một cái hợp tác xã để có nhiều cái mặt hàng để có thể là cung cấp được ra thị trường. Thì đó là một cái hình thức phát triển mới ạ. Tiếp đến ạ. Thì trong cái quá trình mà phát triển nhóm ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó rất là ảnh hưởng đến cái hiệu quả làm việc. Nếu mà nhóm mà hòa thuận ấy, nếu mà nhóm mà bảo ban nhau tốt ấy, thì cái hiệu suất làm việc nó sẽ rất là tốt. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không bảo ban nhau được, trong cái trường hợp mà chúng ta có nhiều cái mâu thuẫn thì nó sẽ gì ảnh hưởng đến cái hiệu quả làm việc. Thì đây cũng là một cái mô hình mà của một cái nhà giáo dục ông Tuchman người Mỹ, thì ông đã có những cái nghiên cứu rằng là gì, nếu ở cái giai đoạn bắt đầu hình thành ấy thì cái hiệu suất làm việc rất là hăng hái, rất là tốt. Nhưng đến cái giai đoạn cạnh tranh ấy, cái giai đoạn sóng gió ấy, đấy, hình thành thì rất là được, nhưng mà đến cái giai đoạn sóng gió cạnh tranh thì bắt đầu nó sẽ giảm bớt cái hiệu quả làm việc. Sau đó thì nó sẽ tăng dần lên ạ, tăng dần đến cái việc là ổn định, rồi hiệu suất sẽ là cao khi mà chúng ta phát triển. Nhưng nếu trong trường hợp mà chúng đến cái đỉnh cao rồi mà chúng ta gì ạ, chúng ta không duy trì được, nghĩa là chúng ta không phát triển lên một cái hình thức mới, thì chúng ta sẽ bị gì ạ, bị thoái trào. Đây là cái mô hình làm việc, mô hình nói về cái hiệu quả làm việc. Và trong thực tế thì chúng ta luôn luôn mong muốn là chúng ta sẽ phải đạt được ở cái ngưỡng gì ạ? Hiệu suất cao nhất ạ. Tiếp theo ạ. Vậy thì vai trò của nhóm trưởng. Nhóm trưởng có vai trò như thế nào để giúp cho các cái thành viên mà tất cả mọi người có thể là tham gia vào trong cái hệ thống này, thì trong quá trình mà triển khai thì tôi thấy rằng là cái vai trò của người nhóm trưởng ấy là vô cùng quan trọng. Cái người nhóm trưởng ở đây, nếu mà ở trong cái giai đoạn hình thành nhóm ấy, thì
Nhóm sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn, ví dụ như là chưa rõ về lợi ích của nhóm này, chưa tin tưởng nhau này, rồi sợ phải đóng góp nhiều, hay là gì, lo chính quyền địa phương không ủng hộ, hoặc là người dân còn đang chờ đợi vào cái sự hỗ trợ của nhà nước hay là của dự án. Khi đó thì vai trò của người nhóm trưởng có cái vấn đề rất là quan trọng, đó là gì? Giải thích rõ cái lợi ích khi mà tham gia vào nhóm, lấy những cái ví dụ rất là cụ thể để cho mọi người ở trong nhóm có thể hiểu được. Rồi tổ chức các cái hoạt động chung, thông qua các cái cuộc họp nhóm, nêu rõ cái mục tiêu, rồi nêu rõ cái cơ sở pháp lý, hoặc là chúng ta mời các cái chính quyền địa phương ấy tham dự vào các cái cuộc họp nhóm. Rồi chúng ta phải tuyên truyền vận động và tìm hiểu các cái nhu cầu. Thế thì thông thường ấy là đối với cái giai đoạn hình thành nhóm này ấy, thì ở ngoài Bắc chúng tôi là cứ một tuần nhóm sẽ họp một lần ạ, để có thể là cung cấp thông tin cho mọi người ạ. Đến cái giai đoạn cạnh tranh, là giai đoạn mâu thuẫn này thì nó sẽ có một gặp một số cái khó khăn như sau. Đó nghĩa là các thành viên ở trong nhóm còn chưa tin tưởng nhau, rồi xung đột ý kiến, xung đột về quyền lợi và hình thành các cái nhóm nhỏ ấy, nghĩa là có cái sự mâu thuẫn ở trong nhóm. Nếu mà cái anh nhóm trưởng không phải là cái người mà vững tay chèo, có thể là phân tích để tổng hợp lại cái tính đoàn kết của trong nhóm, thì sẽ rất dễ xảy ra cái việc như này. Và một trong những cái nguyên nhân đó là do sinh hoạt không theo quy chế. Ví dụ như dự án, hoặc là ví dụ như là gì, tất cả mọi nơi người ta yêu cầu rằng là một tuần họp một lần, thì cái nhóm này có khi một tháng họp một lần, và nó hay xảy ra cái mâu thuẫn khi mà không giải quyết được các cái vấn đề, và nó sẽ gặp cái khó khăn trong cái vấn đề về tài chính, rồi là chi nó nhiều hơn thu. Cái này thì tôi gặp rất là nhiều đấy. Tôi gặp rất nhiều cái nhóm mà xảy ra, đặc biệt là khi mà phân chia rau ấy, phân chia cái sản phẩm mà bán cho công ty không đều ấy, thì nó sẽ xảy ra mâu thuẫn. Và nhóm nào mà không đoàn kết ấy, thì không bao giờ thành công. Thế thì cái công việc của người nhóm trưởng ở cái giai đoạn này ấy, là cần phải tạo được cái mối quan hệ tốt giữa các thành viên, rồi phải thống nhất về mặt nguyên tắc, về quy chế nhóm, chỗ là thiếu thì mình sẽ bổ sung vào quy chế nhóm. Và chúng ta phải vận động tất cả mọi người là phải vì cái mục tiêu chung, và riêng cái người trưởng nhóm đó thì phải gương mẫu thực hiện, và tìm cách để là chúng ta gì xây dựng được quỹ này, tìm được các cái nguồn hỗ trợ của các bên liên quan, và đặc biệt là chúng ta phải xây dựng được cái kế hoạch thực hiện cũng như là giám sát đánh giá cái công việc của nhóm ạ. Tiếp đến là cái giai đoạn về sự ổn định và phát triển. Thì đến cái giai ở cái giai đoạn ổn định và phát triển này thì cũng gặp rất nhiều khó khăn về cái việc là phân chia quyền lợi này, về cái việc là cái năng lực của cái người trưởng nhóm đó với các cái hoạt động mới mà cái người trưởng nhóm đó chưa kịp thích ứng với cái điều kiện này, hoặc là để tìm hướng đi mới, tìm cơ hội mới, hoặc là xây dựng các cái mối quan hệ với bên ngoài. Thế thì chúng tôi trong thực tế là chúng tôi thấy rằng là có nhiều anh trưởng nhóm, phó nhóm là đại diện cho nhóm đi họp nhưng mà về lại không triển khai với cả bà con, và khi đó thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là gì ạ? Cái việc mà cập nhật những kiến thức mới, rồi cái việc mà hướng dẫn để cái việc mà phân chia quyền lợi làm sao cho nó phù hợp, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của nhóm. Chính vì lý do như vậy thì trong trường hợp này ấy, thì cái người trưởng nhóm sẽ phải nghĩ cách làm thế nào để phát triển được quỹ nhóm, và tính đến cái việc là tích lũy để phát triển, rồi thực hiện một cách rất là công khai, minh bạch, công bằng giữa các cái hoạt động và sử dụng một tài chính một cách là minh bạch. Rồi tự học, bản thân cái anh trưởng nhóm đó phải tự học này, rồi thu thập thông tin, tạo cái cơ hội mới cho nhóm, và dành nhiều cái nguồn lực, các cái mối quan hệ từ bên ngoài, cũng như là huy động được các cái nguồn lực của các bên liên quan. Thế thì ở trong cái BGS Việt Nam ấy thì có rất nhiều các anh trưởng nhóm vô cùng giỏi. Tí nữa tôi sẽ đưa ví dụ để chúng ta sẽ cùng nhau. Một trong những cái anh chị mà có thể là huy động được cái nhiều cái nguồn lực của các cái cơ quan đoàn thể. Tiếp đến ạ, là cái giai đoạn phát triển mới hoặc là tan rã. Thì cái khó khăn ở cái giai đoạn này là chúng ta phải tìm đi hướng đi mới. Thì tôi cũng phải chia sẻ một cách rất là thẳng thắn là hiện nay ở các liên nhóm thì đã do cái chính sách của nhà nước ấy thì có hỗ trợ để cho các nhóm để phát triển thành hợp tác xã. Nhưng mà tuy nhiên thì năng lực của cái người trưởng nhóm ấy chưa chưa có thể là từ cái việc mà chỉ là phát triển nhóm thì là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ chuyển sang để phát triển hợp tác xã thì năng lực của cái người trưởng nhóm đó đã chưa đáp ứng được. Và chính vì cái lý do đó thì đối với công việc của cái người trưởng nhóm này ấy, thì còn phải làm sao ạ? Phải học tập để nâng cao thêm cái kiến thức của mình, rồi phải đi thu thập các cái thông tin và xây dựng những cái định hướng, những cái kế hoạch
chuyển đổi làm sao mà cái hướng đi mới cho cái hợp tác xã của mình nó tốt hơn so với cả cái sự phát triển của nhóm. Và đặc biệt ở cái giai đoạn này thì cần phải ưu tiên đến cái nguồn lực của con người, ưu tiên đến tài chính, đến đất đai để giúp cho nhóm phát triển ạ. Tiếp theo ạ. Thế thì để trở thành một cái người trưởng nhóm hay là có thể là một người lãnh đạo giỏi thì chúng ta đang nhìn ở trên màn hình ấy có 5 cánh hoa. Về năng lực cơ bản thì người ta cần cái người trưởng nhóm đó là phải có gì? Có một số cái năng lực như là khảo sát nhu cầu này, lập kế hoạch này, tổ chức thực hiện này, giám sát đánh giá, điều hành họp. Tôi thấy rằng là cái điều hành họp là rất quan trọng. Trong đó thì có các cái cuộc họp là điều hành họp giải quyết vấn đề này, điều hành họp lập kế hoạch này, điều hành họp ra quyết định có sự tham gia, rồi là có cái những cái kỹ năng như là về trình bày hay là viết báo cáo. Thì đây là một trong những cái năng lực rất là cơ bản của người trưởng nhóm. Ngoài ra thì sẽ phải có những cái năng lực về phẩm chất như là phải có tầm nhìn này, khả năng định hướng này, chiến lược này, dân chủ, công bằng, rồi khuyến khích sự tham gia của các thành viên, dám nghĩ, dám thực hiện và gương mẫu, cũng như là việc là tự học tập suốt đời. Đối với việc xây dựng các cái mối quan hệ bên ngoài ấy, thì cái người trưởng nhóm này phải gì ạ? Xác định các cái đối tác chiến lược, thu thập thông tin, xây dựng đề nghị các cái dự án và xây dựng được một số những cái mà hiện nay nhóm đang cần thực hiện. Còn đối với cả cái xây dựng mối quan hệ nội bộ thì cái mối quan hệ nội bộ cũng rất là quan trọng. Thì người trưởng nhóm phải xây dựng được nhóm làm việc này và cứ căn cứ vào quy chế. Cứ xây dựng quy chế như thế nào thì chúng ta cứ thực hiện theo đúng quy chế. Từ cái việc là họp này, từ cái việc là đóng góp quỹ này, từ cái việc là cử người đi học này, đi tham quan vân vân, thì cứ theo quy chế để chúng ta thực hiện. Còn về cái năng lực giải quyết những cái vấn đề phát sinh ý, thì cái người trưởng nhóm này cũng phải có cái kỹ năng để giải quyết các cái vấn đề, các cái mâu thuẫn xung đột, và có khả năng gì đàm phán thương thuyết trong cái quá trình mà ký kết hợp đồng ạ. Như vậy chúng ta thấy rằng là để trở thành một người trưởng nhóm là vô cùng khó nhé, không hề đơn giản. Trong đó thì chúng tôi sẽ đề cập rất nhiều đến cái phẩm chất cũng của cái người cán bộ quản lý nhóm ấy, như là khả năng lắng nghe này, sự sẵn sàng này, rồi phải kiên nhẫn. Làm hữu cơ mà không kiên nhẫn ấy, là rất khó thành công. Rồi khả năng thích nghi này, khả năng ra quyết định này, và cái tinh thần trách nhiệm của cái người trưởng nhóm đó, cũng như là khả năng làm việc với cả gì ạ, tập thể. Có những người rất là giỏi nhưng không thể làm lãnh đạo nhóm, bởi vì là chúng tôi đã có những cái trường hợp là gì, có những cái bác vô cùng giỏi nhưng mà không được nhóm đề cử làm trưởng nhóm đâu, bởi vì nó liên quan đến nhóm tính cách. Thế thì dần dần thì chúng ta sẽ cùng nhau để chúng ta khám phá thêm những cái điều mà tưởng dường như là dễ nói nhưng mà lại rất là khó nói. Xin mời ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cái làm việc với cả cái phần nhóm tính cách. Thì ban tổ chức có trao đổi với tôi là trong 73 phiếu trên 91 phiếu thì có 19 học viên chọn màu đỏ, chiếm 19%. Có 62 học viên chọn màu xanh, chiếm 62%. Có 8% là chọn màu vàng ạ. Và có gì ạ? Có 11% là sẽ chọn cái màu nâu, đúng không ạ? Đó. Thế thì ở đây thì trên cái màn hình chúng ta nhìn thấy rằng là tính cách cái nó sẽ thể hiện đấy. Nên là cái nhóm tính cách này rất là hay nhá. Màu đỏ thì nó thể hiện là màu lửa, hay người ta còn gọi là hỏa. Đấy, nó thể hiện cái người rất là năng động trong cái quá trình làm việc. Màu vàng ấy thì nó thể hiện cái tính cách khí, rất là lạc quan, rất là yêu đời. Màu xanh ấy thì nó lại thể hiện là tính thủy, rất là bình thản. Chứng tỏ rằng là mọi người tham gia vào cái lớp Mekong Organic là những cái người mà rất là bình thản, rất là lạc quan, rất là yêu đời đấy. Chúng ta chọn cái phần mà màu tính cách thủy rất là nhiều nhé. 62% chọn cái tính cách thủy màu xanh. Và chỉ có 11% là chọn tính cách thổ. Đó là sự sâu lắng trong cái quá trình mà làm việc. Ở đây thì tôi nhận được cái lời chia sẻ của thầy Hải ạ. Thầy Hải nói rằng là tính theo trung bình ở trên thế giới thì có 15% là sẽ chọn tính cách lửa hay là hỏa đấy ạ. 45% là sẽ chọn tính cách thủy.
20% là tính cách khí và 20% là tính cách thổ. Như vậy thì ở lớp học chúng ta là sẽ cũng gần tương đồng với cả thế giới rồi đấy ạ. Xin cảm ơn thầy ạ. Mời slide tiếp theo ạ. Thế thì tính cách lửa, đối với cả tính cách lửa thì cái người mà có tính cách lửa hay là còn gọi là tính hỏa ấy, thì người ta có những cái ưu và những cái cần phải thay đổi như thế nào? Thì trong đời sống ấy, thì những cái người mà có tính cách hỏa hay là tính tính hỏa hay là còn gọi là tính lửa đó, thì người ta rất là năng nổ này, nhiều năng lượng và rất là thích hoạt động, rất là nguyên tắc, có nhu cầu thay đổi, cần phải sửa sai nếu mà phải sửa sai, sợ thất bại, có ý chí và quyết đoán, không dễ bị chán nản, rồi là gì, đầy tự tin. Và nhưng mà người ta lại có một cái cần phải thay đổi, đó là người ta rất nóng tính, dễ phản ứng, không kiên trì, mà muốn là gì, mình là cái người đúng đấy. Chính vì cái lý do đấy thì cái người mà có tính cách cách lửa này là hay bị mất lòng mọi người lắm, bởi vì do nói thẳng mà, người ta bảo là thật thà thẳng thắn thì là thua thiệt kiểu đó. Trong công việc thì có mục đích rất là rõ ràng, nhìn toàn vào cảnh của sự nhìn toàn cảnh và sự việc, rất là ngăn nắp và sử dụng thời gian hiệu quả, rồi đi tìm kiếm những cái giải pháp thực hiện và quyết định hành động một cách rất là nhanh, hay giao việc cho người khác. Cái người này mà mình ở cạnh cái người có tính cách lửa đấy là người ta hay sai mình lắm, người ta sai mình bắt mình phải làm những cái đó cái kia rất là nhiều ấy. Đấy, rồi rồi khi mà đến, nghĩa là tìm mọi cách để có thể là đạt được cái mục tiêu đề ra, và không để ý, không không để ý đến cái việc mà mình đã gây tác động cho người khác, gây tổn thương cho người khác, và không kiên nhẫn trong cuộc họp, cũng như là gì, giỏi trong suy nghĩ nhận xét ra quyết định, và nhưng mà nó lại không giỏi trong cái quá trình mà cảm nhận, chấp nhận và trực giác. Còn trong gia đình ý, những người có tính cách lửa này thì xác định rất là rõ mục đích này, thúc đẩy các cái thành viên trong gia đình có thể cùng phát triển, rồi biết biết câu trả lời đúng và tổ chức gia đình một cách rất là gì ạ, rất là hợp lý. Còn trong mối quan hệ bạn bè ấy, thì không có nhiều cái nhu cầu về tình bạn và nhiệt huyết trong công việc, và thường lãnh đạo và tổ chức, và thường coi cho mình là đúng ạ, nổi trội trong cái tình huống rất là khẩn cấp, thì cái người có tính cách lửa này người ta ra quyết định rất là nhanh. Tiếp theo ạ. Về thách thức ạ, thì đối với cả cái người có tính cách lửa này thì cần phải trân trọng những cái món quà là những cái nhóm tính cách khác, nhất là những người mà chậm hơn và không có khả năng ra quyết định. Nghĩa là chúng ta coi họ như là những cái món quà mà đã tặng cho mình. Rồi ý thức về cái sự tác động gây ra cho người khác và chỉ quan tâm đến tiến trình, sự tham gia rộng rãi và cái tính sở hữu, giảm bớt cái sự đóng vội trong cái quá trình mà khi mà chúng ta nêu ra cái nhận xét. Khi làm việc với cả những cái người có tính cách lửa ấy, thì chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, đừng phàn nàn hay là hãy nêu một cách rất là rõ ràng, quyết đoán và đi theo những cái lý lẽ, rồi những cái sự kiện, những cái chi tiết, và chuẩn bị sẵn sàng với các cái thách thức, rồi phải lên những cái kế hoạch rất là rõ ràng và giúp cho họ hiểu và lôi kéo người khác tham gia. Thế thì cũng xin chia sẻ cả các anh chị rằng là như vậy là ở trên thế giới theo thống kê của nhà giáo nhân dân tiến sĩ Phạm Thanh Hải là có 15% những người mà có tính cách lửa. Và hiện nay ở trong lớp chúng ta là có 19% đấy nhá. Đây là đang là một cái trò chơi rất là thú vị thôi ạ. Mời mời tính cách tiếp theo ạ. Về tính thủy có nghĩa là gì ạ? Là chúng ta yêu màu xanh đấy. Có nghĩa là chúng ta gì ạ? Chúng ta có một cái đời sống nó không sôi nổi như là người có tính hỏa. Chúng ta sẽ ung dung, thư thư giãn này, rồi rất là điềm đạm, bình tĩnh, tự chủ, kiên nhẫn và rất là thăng bằng. Cuộc sống thì rất là chắc chắn và ít nói những cái lời hóm hỉnh, rồi ít rồi là thông cảm và tốt bụng này, che giấu được cảm xúc và chấp nhận cuộc sống. Những cái người này thì thường rất là nhẹ nhàng, chậm, không không cáu. Những cái người này hầu như là họ không cáu đâu, nhưng mà khi mà bị dồn lén quá lâu ấy thì người ta có thể đổi xung đấy. Các cụ có câu nói rằng là nhất thủy nhì hỏa mà, thủy những cái người mà có tính cách nóng giận ấy mà đang bừng bừng lên ấy, thì những người tính cách hỏa này ấy, chỉ cần tưới cho một gáo nước thì là những cái người mà có tính cách hỏa đấy sẽ làm sao ạ, sẽ giảm đi luôn.
Trong công việc thì những người có tính cách thủy này thì có năng lực và rất là kiên định, giỏi trong các cái tiến trình và nhìn được cả quá trình, dễ hòa mình và có cái khả năng quản lý này, rồi tránh mâu thuẫn, rồi đưa ra những cái giải pháp rất là tốt, chịu áp lực tốt và có rất là nhiều thời gian để tìm ra cái cách làm cho nó đơn giản. Còn đối với gia đình thì họ là những cái người bố người mẹ rất là tốt, dành nhiều thời gian cho con cái, không vội vàng, mọi thứ đều rất là bình tĩnh và có thể nhìn nhận ra được cái xấu, cái tốt và không ít khi là người ta buồn á, người ta rất là lạc quan. Trong quan hệ bạn bè thì họ rất là dễ kết bạn, rất là dễ chịu và thú vị và không làm mếch lòng người khác. Chơi với họ là mình thích lắm, là họ mình ít khi là người ta nói những cái điều mà mình cảm thấy khó nghe. Rồi thì khả năng lắng nghe của họ rất là tốt. Người ta có kỹ năng là gì? Đùa một cách rất là tỉnh khô và hóm hỉnh. Và thích quan sát người khác, có rất nhiều bạn và có cái lòng trắc ẩn và quan tâm. Tuy nhiên thì người tính quỷ này thì người ta cũng gặp một số các cái thách thức như sau. Nghĩa là cần phải tìm ra cái tính cách lửa ở trong cái người có tính cách thủy. Và điều này thì sẽ giúp họ trở nên quyết đoán và làm việc một cách hiệu quả hơn. Và khi làm việc với cả những cái người mà có tính cách thủy như này thì chúng ta cần phải kiên nhẫn, đừng hối thúc, hành động một cách rất là cẩn thận và rõ ràng. Đưa ra những cái thông tin chính, đừng nhưng mà đừng quá chi tiết và đưa ra các cái giải pháp thay thế để cân nhắc và chúng ta đừng mong là gì có câu trả lời ngay lập tức và phải chọn cái thời điểm phù hợp thì người ta mới có thể là hành động ạ. Tiếp đến là tính cách khí, khí là nó như kiểu là mây bay ở trên trời ấy ạ, nó rất là lạc quan và cái tính cách khí này thì về đời sống tình cảm là rất là quyến rũ này, hay nói này, hay kể chuyện này, thích hội hè, tiệc tùng, rất là hài hước, nhớ màu sắc và tỏ ra rất là lắng nghe, là dễ cảm động, hay thổ lộ tâm tình và nhiệt tình và có thể đạt được những cái ý mà mình muốn, vui tính và hay sôi sùng sục nghĩa là chúng ta rồi có thể là gây sự tạo sự tò mò này, ngây thơ, rồi thiên hướng có thể là thay đổi. Những cái người này mà có trái tim rất là nhân hậu và luôn 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 là một đứa trẻ rất là ngây thơ đấy ạ, và có ý thức tác động đến người khác. Và trong công việc thì những cái người có tính cách khí này là tình nguyện làm việc và có thể làm việc nhiều nhiều việc cùng một lúc ạ. Thông thường thì không nhưng mà lại không thường xuyên nhận nhiều việc nhưng mà lại không thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ. Và nếu mà chẳng may gặp khó khăn ấy là những người có tính cách khí này là dễ chán. Nó không giống như người có tính cách thủy và tính cách hỏa đâu. Và những cái người có tính cách khí này ấy, là những người rất là sáng tạo. Người ta rất là phù hợp cho những cái công việc như là làm quảng cáo ấy. Đấy, nên những người đấy là luôn luôn là cần phải sự là sáng tạo hay là các nghệ sĩ là hay có cái tính cách này. Và trong cái quá trình ấy thì trong cái quá trình công việc ấy thì thường dễ thích nghi nhưng mà cái tính của người ta là không kiên định. Còn trong gia đình ấy thì làm cho gia đình luôn luôn vui vẻ. Được con của bạn bè rất là yêu quý và có khả năng thì chuyển cái sự bất hạnh trở thành niềm vui. Nghĩa là suy nghĩ rất là tích cực. Còn trong mối quan hệ bạn bè thì rất là dễ kết bạn, yêu quý mọi người, phát triển qua những cái lời khen. Rồi là những cái người này là thường hay bị người khác ghen tị nhé. Không dễ hận thù và dễ dễ nói những cái lời mà nếu mà sai cái là người ta xin lỗi ngay. Không không bảo thủ và gọi là gì nhỉ? Không bảo thủ như như những cái tính cách khác. Và những cái người này thì người ta làm việc rất là ngẫu hứng ấy. Cần thay những cái thay đổi so với cả những người có tính cách khí ạ. Tiếp theo ạ. Đối với cả cái tính cách khí này ấy, thì về thách thức là cần phải hoàn thành công việc một cách dự định, nghĩa là cần phải có kế hoạch. Nếu không mà người ta mình mà không không bám sát họ ấy, là người ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Rồi tìm ra giới hạn của bản thân và cần phải lắng nghe và thấu hiểu. Làm việc với cả những cái người mà có tính cách khí thì cần phải thân mật này, đừng đi thẳng vào vấn đề. Và chúng ta có thể là tạo ra cái một cái tâm trạng tốt, tạo ra một cái bức tranh rất là tươi sáng. Trong cái quá trình mà thực hiện thì chúng ta không lên khuôn mẫu quá và giúp họ tìm thấy cái giới hạn để người ta có thể là chấp nhận thay đổi. Tiếp đến ạ. Đối với cả tính cách thổ hay là còn gọi là đất ấy, thì đây là một cái nhóm tính cách rất là hay. Nghĩa là cái đời sống tình cảm thì rất là sâu sắc, chín chắn và mô phạm, nghiêm túc và quả quyết, có xu hướng của thiên tài
và có khả năng gì ạ, có rất năng, có nhiều năng khiếu này, sáng tạo, rồi có cái năng khiếu về âm nhạc hoặc là thẩm mỹ, rất là bình thản, tâm hồn thơ ca, rồi là biết thưởng thức cái đẹp, nhạy cảm với mọi người và giàu cái đức hy sinh. Ở đây là chúng ta mới chỉ có bao nhiêu nhỉ? Có 11% thôi, và các anh chị chọn cái tính cách này rất là hay, đó là trong công việc thì tập trung rất là cao. Yêu cầu và đòi hỏi công việc là phải phải nghĩa là người ta quan tâm đến cái chi tiết, rất là kiên trì, rất là tỉ mỉ, ngăn nắp, sạch sẽ, tiết kiệm, và có chống lại cái sự thay đổi. Còn trong gia đình thì những cái người mà có tính cách thổ này đặt ra những cái tiêu chuẩn rất là cao và mong muốn mọi thứ là phải làm đúng, ví dụ như là phải giữ gìn nhà cửa một cách sạch sẽ, ngăn nắp này, chăm sóc con cái này, hy sinh về người khác và khuyến khích cái sự học tập. Trong cái mối quan hệ bạn bè ấy, thì người ta rất là hài lòng với công việc, rồi tránh nghĩa là rất là chung thủy và rất là tận tụy, có khả năng lắng nghe những cái lời mà phàn nàn của mọi người và có thể giải quyết một cách giải quyết khó khăn của người khác và quan tâm sâu sắc đến người khác, có lòng trắc ẩn và tìm kiếm những cái người yêu lý tưởng. Tuy nhiên thì cái người có tính cách thổ này cũng có một số các cái cần phải thay đổi. Đó là gì ạ? Cái người có tính cách thổ này thì nhiều khi là gì nhỉ? Người ta hơi chậm một chút, hơi hơi chậm một chút ý, thì chúng ta cần phải phải thay đổi một chút cho người ta. Thế thì đối với cả trong cơ thể chúng ta nhé, các anh chị nhé, thì trong cơ thể chúng ta là trong con người chúng ta ấy, thì đều có bốn nhóm tính cách này. Chỉ có điều là chúng ta trong cái thời điểm đó thì chúng ta bộc phát, chúng ta thể hiện cái tính cách nào ấy, trong cái từng cái trường hợp cụ thể mà thôi. Thì bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo. Vậy thì vai trò ấy, từ cái nhóm tính cách đó thì nó sẽ liên đới gì đến cái việc mà phát triển cái nhóm sản xuất cũng như là các cái hợp tác xã và doanh nghiệp trong cái quy trình cấp giấy chứng nhận theo BGS ạ. Tiếp ạ. Thì đối với nhóm sản xuất thì chúng ta biết rằng là trong cái BGS Việt Nam ấy thì ít nhất là phải có 5 hộ nông dân tham gia, và nhiều nhất thì chúng tôi khuyến khích là chỉ đến 20 hộ thôi. Và cái vai trò nhiệm vụ chính của các cái hộ nông dân ấy thì người ta sẽ làm các cái việc là phải viết cái cam kết này, nghĩa là những cái người tham gia vào cái nhóm ấy người ta phải viết cam kết, và chúng ta thì phải yêu cầu các cái thành viên là phải phải làm theo cái tiêu chuẩn, rồi là chúng ta phải lập kế hoạch sản xuất, rồi tuyên truyền về sản phẩm, kiểm tra chéo, kiểm tra định kỳ chéo và thúc đẩy các cái thành viên trong nhóm có thể bảo đảm được cái sự công bằng giữa các cái thành viên. Thì đó là cái nhóm của nhóm sản xuất. Nhưng trong cái nhóm sản xuất này ấy, ví dụ như đây là một cái mô hình của BGS Việt Nam, thì năm 2008 thì có thành lập 3 liên nhóm. 09 có 3 liên nhóm, đó là liên nhóm Thanh Xuân, liên nhóm Lương Sơn và liên nhóm Xuân Giang. Và hiện nay liên nhóm Xuân Giang này là hiện nay là đã tan rã rồi. Sau một thời gian đó tan rã rồi. Nhưng mà một thời gian sau thì chúng tôi đã phát triển ra được là liên nhóm Trác Văn. Và trong cái liên nhóm này thì chúng ta biết rằng là cái vai trò của trưởng nhóm là vô cùng quan trọng. Và vai trò của trưởng nhóm rất là quan trọng thì nó lại phụ thuộc vào cái trưởng nhóm đó có thể dung hòa được các cái nhóm tính cách ở trong cái nhóm đó hay không. Tiếp theo ạ. Về quy trình cấp giấy chứng nhận thì chúng ta hôm trước là cô Nhung đã chia sẻ với cả chúng ta về cái quy trình cấp giấy chứng nhận rồi. Ở đây tôi đang nói về cái vai trò của nhóm trong cái quy trình cấp giấy chứng nhận. Thì đối với nhóm nông dân ấy thì sẽ phải đăng ký, có cái bản cam kết để đăng ký làm theo BGS và phải hoàn thành cái bản cam kết đó. Và hoàn thành cái kế hoạch quản lý nông hộ, cái kế hoạch quản lý nông hộ đấy nó độ khoảng 9 trang thì yêu cầu là các thành viên phải phải cam kết phải thực hiện hết. Rồi hoàn thành cái hồ sơ, các cái sơ đồ, các cái quy chế, các cái kế hoạch hoạt động thì người ta sẽ phải hoàn thành hết. Và vai trò của cái anh trưởng nhóm ở đây ấy, là gì? Anh ấy phải đôn đốc các cái thành viên ở trong nhóm phải làm tất cả các cái việc đó. Sau khi mà hoàn thành được cái hồ sơ này thì trưởng nhóm sẽ gì? Đưa cái hồ sơ đó lên cho liên nhóm. Thì sau đó là ở liên nhóm sẽ kiểm tra hồ sơ rồi sẽ gửi đến ban điều phối thấy được rồi thì sẽ đồng ý mở nhóm. Và trong cái quá trình đó thì gì muốn để cho các cái nhóm này hoạt động một cách hiệu quả ấy, thì mỗi nhóm phải có 3 thanh tra viên, và các thanh tra viên này sẽ làm việc dưới cái sự chỉ đạo của liên nhóm.
Thì cái phần này cô Nhung đã nói kỹ rồi thì tôi chỉ nêu qua như vậy thôi ạ. Tiếp theo ạ. Về sơ đồ giám sát chất lượng thì ở đây hôm nay là chúng ta nói về nhóm mà. Do vậy thì nhóm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc mà giám sát cái chất lượng. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là ở ở đối với cả liên nhóm Thanh Xuân ấy thì có 18 nhóm. Và có khoảng 76 thành viên, nếu mà tôi nhớ không nhầm độ khoảng 7 80 thành viên tham gia ở trong cái liên nhóm Thanh Xuân. Còn liên nhóm Nương Sơn thì cũng có 18 nhóm, thì trong đó có 16 nhóm là làm rau, một nhóm gà và một nhóm làm về cây ăn quả. Còn ở liên nhóm Trắc Văn ấy thì chỉ có hai nhóm thôi, đó là nhóm Hồng Thủy và nhóm Thanh Thủy. Và ban điều phối Việt Nam thì hiện nay là đang gì ạ? Đang đang lãnh đạo để chỉ đạo các liên nhóm và các liên nhóm thì đang chỉ đạo các cái trưởng nhóm. Còn các trưởng nhóm thì lại đang chỉ đạo các cái thành viên và các trưởng nhóm này là vô cùng quan trọng nhé, các anh chị nhé. Bởi vì nếu trong trường hợp ấy chúng tôi đã gặp những cái anh trưởng nhóm đi họp rất là chăm nhưng về không bao giờ triển khai việc gì cho nhóm. Và phải mất 5 năm nhé, mất 5 năm mới có thể là gì mời anh ấy xuống để anh ấy không làm trưởng nhóm. Bởi vì là gì? Người ta cứ nghĩ rằng là tham gia vào trưởng nhóm thì sẽ được nhiều lợi lộc, nhiều thứ. Nhưng mà đến khi thì cứ anh ấy cứ đứng yên tại chỗ vậy và nhóm không hề phát triển. Và có cái trường hợp là chúng tôi còn phải đến phải 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 tuyên truyền rất là nhiều thì anh đó anh mới chịu không không mới đồng ý để làm nhân viên thôi để cho người khác lên thay và người khác lên thay là nhóm mới phát triển một cách rất là tốt đó. Tiếp theo ạ. Thế đây là cái quy trình thanh tra cấp chứng nhận thì ở đây vai trò của nhóm sẽ làm gì ạ? Vai trò của nhóm như vừa rồi cái phần này thì cô Nhung cũng đã trao đổi rồi tôi chỉ nhắc lại thôi là mỗi nhóm sẽ có 3 thành viên. Và ba thành viên này sẽ đi thanh tra chéo các cái nhóm khác dưới cái lập kế hoạch của liên nhóm. Thì khi mà tôi tham gia vào tôi là trưởng ban quản lý chứng nhận ở trên Nương Sơn ấy thì rất là vất vả. Bởi vì ở trên Nương Sơn là cái địa hình nó khó khăn lắm. Thậm chí là có nhóm cách nhà tôi độ khoảng 60 cây. Đấy, chúng tôi đi tham gia vô cùng khó khăn. Nó không giống như ở Thanh Xuân. Ở Thanh Xuân là bà con ở liền kề nhau ấy, cách nhau có 2-3 cây thì rất là dễ, hoặc là ở Trắc Văn thì rất là dễ. Nhưng mà ở Lương Sơn thì cái địa hình rất là khó khăn và chủ yếu là bà con là dân tộc Mường. Do vậy là cái việc mà chúng tôi đi thanh tra ấy là vô cùng khó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã khắc phục và đã tồn tại đến bây giờ ạ. Tiếp đến ạ. Vậy thì vai trò của hợp tác xã và doanh nghiệp thì có vai trò gì ở trong đây ạ? Thế thì đối với cả các cái hợp tác xã và doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái chuỗi sản xuất về nông nghiệp hữu cơ. Từ cái việc mà điều phối hoạt động sản xuất này, tham gia giám sát kiểm tra nhóm, rồi là thu mua các cái sản phẩm và là cái cầu nối đối với cả người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong cái quá trình triển khai thì chúng ta thấy rằng là gì? Hợp tác xã, năng lực của hợp tác xã còn yếu hơn rất là nhiều so với cả doanh nghiệp. Và yếu như thế nào thì chúng ta đều biết rằng là gì? Họ là chủ yếu là những cái người nông dân, những là người trưởng nhóm được dựng lên làm gì? Giám đốc hợp tác xã. Do vậy là người ta chưa kịp chạy theo kịp được với cả cái tình hình thực tế ạ. Tiếp đến ạ. À, đây là cái hình ảnh mà giấy chứng nhận của BGS Việt Nam. Chúng ta thấy rằng là ở đây có cái chữ ký của chị Từ Tuyết Nhung. Thực ra thì đến khi mà phải thành lập cái trung tâm thì lúc đó thì mới có chữ ký và có dấu. Còn ngày trước ấy là chúng tôi thực hiện ấy thì không có dấu. Chữ ký tươi của chị Nhung thôi. Nhưng mà người tiêu dùng ấy người ta rất là tin tưởng. Người ta tin tưởng là bởi vì là chúng tôi làm thật, làm tử tế. Tiếp đến ạ. À, đây là một cái giấy chứng nhận của công ty tư nhân. Đây thì đây là cái giấy chứng nhận của bên công ty nông sản Bắc Cạn ạ. Tiếp ạ. À, tôi có một số cái chia sẻ về cái bài học kinh nghiệm trong cái quá trình mà chúng tôi triển khai ở miền Bắc Việt Nam như sau. Thì năm 2008 thì BGS Việt Nam, cuối năm 2008 thì BGS Việt Nam được thành lập. Và hiện nay cũng xin chia sẻ cả các anh chị rằng là trong cái BGS Việt Nam chỉ có 3 liên nhóm. Đó là liên nhóm Thanh Xuân, liên nhóm Nương Sơn và liên nhóm Trắc Văn. Và với độ khoảng trên trên 200 nông dân đi. Đấy, đấy là BGS Việt Nam. Còn BGS Hội An thì được thành lập vào năm 2014. Khi đó thì có một cái chương trình của phòng kinh tế Hội An và có một cái tổ chức gọi là ACCD có mời cô Nhung và cô Bình vào tham gia ở Hội An. Tôi thì vẫn nhớ mãi là khi mà tôi vào trong Hội An ấy, mọi người hỏi tôi vào đây làm gì thì tôi bảo là tôi vào đây là thực ra là tôi thích đi chơi vào Hội An.
Bởi vì tôi chưa biết Hội An là cái gì cả. Khi vào đấy thì khi tôi phát biểu ở hội nghị thì mọi người cười ầm lên, bởi vì là không, bởi vì là cô ấy nói rằng là cô đi chơi chứ không phải là cô đi dạy học. Và khi mà ở Hội An ấy thì tôi ra ngoài đồng tôi làm việc các bà con ấy, thì anh bí thư và anh chủ tịch ra tận đồng, anh ấy hỏi là cô Bình ơi, cô Bình, theo cô Bình thì cái mô hình này có, liệu mô hình này có thành công không? Tôi bảo là thành công hay không ấy thì lại phải là do con người ở đây. Nếu mà mọi người mà không cố gắng thì vẫn là tư vấn ấy, có thể là gì đi tư vấn ở đâu ấy, đó sẽ rất là thành công, nhưng có thể là rất là thất bại. Và cái điển hình hiện nay thì tôi thấy rằng là một trong những cái BGS mà theo tôi, theo cá nhân tôi, đó là BGS Tân Lạc. Thì tôi đánh giá rằng đây là một cái BGS mà có thể là tôi rất mất nhiều thời gian, công sức đối với cả cái BGS này. Đối với cả BGS Tân Lạc thì đã được hưởng lợi quá nhiều từ các dự án, từ những cái dự án của cái tổ chức Situ Table ở chỗ chị Mây U, rồi được hưởng dự án của bên tổ chức ADDA, được hưởng dự án của Veco và bây giờ là đang được hưởng dự án của bên FFS. Tuy nhiên, BGS Tân Lạc đối với quan điểm cá nhân của tôi ý, thì nếu mà nói rằng là đang ngủ và bây giờ cần phải uống 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 nước để tăng năng lực đây thì mới có thể là chạy kịp theo các cái BGS khác. Còn đối với cả BGS Tuyên Quang thì được thành lập năm 2019 khi có cái dự án của bên của Đan Mạch. Trong cái dự án của BGS Tuyên Quang này thì có hai liên nhóm, nhưng mà chỉ có một liên nhóm là phát triển tốt thôi, còn một liên nhóm cũng hiện nay cũng đang rất là yếu, và đó chính là một trong những cái nguyên nhân, đó là do yếu tố về con người. BGS Cao Bằng thì thầy Hải, thầy nhà giáo nhân dân tiến sĩ Phạm Thanh Hải thì có mời tôi tham gia đi tập huấn. Đây là một cái BGS do một cái tổ chức gọi là Lexembourg hỗ trợ. Hai thầy trò cũng lên để tập huấn ở trên đó và đã thành lập ra được một cái ban điều phối ở cái thôn Lạt Tẻng ở xã Hồng Việt trên Cao Bằng ạ. Và đây cũng là một cái BGS hiện nay cũng 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 đang hoạt động, cũng cần phải 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 cho thể uống thêm cái nước tăng lực để có thể mà phát triển tốt hơn. Tiếp đến là BGS Vân Hồ. BGS Vân Hồ là một cái BGS vô cùng hay. Nếu mà các anh chị ở trong lớp chúng ta ấy, có điều kiện thì xin mời chúng ta sẽ dành thời gian để lên BGS Vân Hồ. Ở trên Vân Hồ bà con mang tiếng là ở gần thủy điện sông Đà, nhưng mà cũng xin thưa cả các anh chị rằng mới có điện thôi. Năm ngoái mới có điện thôi. Và bà con ở đây thì họ ấy sống nguyên sơ lắm. Họ ở trên một cái thung lũng rất là xinh đẹp, bao phủ bởi xung quanh là thung lũng, và người ta trồng cái giống lúa tẻ dâu ấy, một trong những cái giống lúa rất là ngon, có rất nhiều mó nước. Và ở đó thì nếu mà các anh chị đến là không hề nhìn thấy túi ni lông nào hết, cá ở dưới suối bơi tung tăng đấy. Và cái người dân ở đây ấy, thì người ta thực sự là rất là dễ mến, chủ yếu là bà con dân tộc Thái ở trên Vân Hồ. BGS tiếp theo đó là BGS Huế. BGS Huế thì cũng là một cái dự án của Lexembourg, thì có mời cô Nhung và cô Bình vào để chia sẻ cái kinh nghiệm ở BGS ở Huế, và có mời cả thầy Hải vào để tập huấn cho cái BGS này. Thì BGS Huế thì sẽ tập trung ở ba liên nhóm, đó là liên nhóm ở Quảng Điền, liên nhóm ở Phú Vang và một cái liên nhóm ở Phú Lộc. Thì trong ba cái liên nhóm này thì cái liên nhóm Phú Lộc tôi đánh giá rằng là phát triển rất là mạnh, bởi vì là khi tôi với cả chị Nhung, cô Nhung ấy, với cả thầy Hải đến nơi ấy, thì tôi cảm nhận được là cái người dân địa phương ấy, đặc biệt là cái bác giám đốc hợp tác xã, bác ấy hơn 70 tuổi rồi, bác ấy nhiệt tình, mà bác ấy tâm huyết lắm. Khi đến đó ấy, tôi cảm nhận được là tôi chắc chắn rằng cái BGS ở đấy, cái liên nhóm đấy sẽ rất là thành công. Và thực sự đến bây giờ thì chúng tôi vẫn theo dõi và chúng tôi thấy rằng là Phú Lộc ấy, cái bạn Dũng là trưởng liên nhóm ấy, bạn ấy làm việc rất là hiệu quả và cực kỳ là tốt. BGS hiện nay đang có BGS Bắc Cạn. BGS Bắc Cạn là ở do cái dự án rừng và trang trại chỗ chị Yvonne đang hỗ trợ. BGS Bắc Cạn là một trong những cái BGS mà tôi đánh giá là thành công nhất ở trong cái dự án hỗ trợ rừng và trang trại. Bởi vì người dân, cái chính quyền địa phương tham gia rất là nhiệt tình. Và đặc biệt ý là ở đấy tôi phát hiện ra rằng là có rất nhiều các cái giám đốc hợp tác xã vô cùng trẻ. Các bạn ấy nhiệt tình lắm, các bạn ấy rất là trách nhiệm, và khi tham gia
đi tập huấn ở BGS Bắc Cạn ấy, thì tôi đã linh cảm rằng là cái một trong những đây là một trong những cái BGS làm việc rất là tốt. Và đến bây giờ thì trong cái thời gian mà theo dõi thì chúng tôi luôn thấy rằng là BGS Bắc Cạn là một trong những cái BGS mà rất là có trách nhiệm. Tiếp đến là BGS Hòa Bình. BGS Hòa Bình thì ở Hòa Bình thì có rất là nhiều nguồn lực. Và đặc biệt là ở Hòa Bình có một cái em Hoàng Hưng, là em ấy là cán bộ là TUT ngay từ cái thời gian mà tham gia vào dự án. Bạn này cũng vô cùng trách nhiệm. Và trong cái quá trình mà triển khai ở BGS Hòa Bình dưới cái sự hỗ trợ của cái trang trại rừng và trang trại, thì chúng tôi thấy rằng là Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình rất là có trách nhiệm, rất là nhiệt tình. Và hiện nay ở BGS Hòa Bình có bốn cái vùng mà hiện nay đang sản xuất hữu cơ, đó là Tân Lạc là một này, ở Lương Sơn là 2, Kim Bôi là 3, và hiện nay là đang có huyện Yên Thủy là 4. Thì theo cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là ở Yên Thủy phát triển, các anh các chị phát triển đồng đều và làm rất là tốt. Ở BGS Kim Bôi thì đang có một cái dự án của cái tổ chức bánh mì cho thế giới, đó là tổ chức phát triển phụ nữ và trẻ em đang hỗ trợ cho bà con ở Kim Bôi. Và bà con ở Kim Bôi là chủ yếu là dân tộc Mường thôi, nhưng mà các chị em làm rất là tốt. BGS liên nhóm Nương Sơn thì chúng ta đã biết rồi, là hiện nay liên nhóm Nương Sơn là đang trực thuộc của BGS Việt Nam, và có thêm một cái BGS Tân Lạc thì hiện nay chúng tôi cũng đang là vận động để làm sao mà có thể là thành lập một cái BGS chính thống ở Hòa Bình. Tiếp theo ạ. Đây ạ. Nói thì phải có sách ạ, mách thì phải có chứng ạ. Chúng ta nhìn thấy rằng là đây là hai cái hình ảnh. Tôi rất thích cái đàn trâu ở Vân Hồ. Nhìn nó rất là ung dung, nó rất là điềm đạm, rất là hạnh phúc. Rồi có những cái lũy tre rất là bình yên. Rồi có những cái cánh đồng lúa rất là thơ mộng. Thực sự là khi đến đây, cá nhân tôi không muốn về. Và tôi nghĩ rằng là nếu được ấy, các chính quyền địa phương lên tập trung vào phát triển cái việc gọi là gì nhỉ? Phát triển về du lịch trong nông nghiệp hữu cơ rất là tốt ạ. Tiếp theo ạ. Thế thì còn đối với các doanh nghiệp thì trong cái quá trình triển khai ấy, thì dưới cái sự hỗ trợ của bên Opfarm là một cái tổ chức phi chính phủ, với cả một cái trung tâm gọi là trung tâm hỗ trợ phát triển xanh, thì có mời trung tâm nông nghiệp hữu cơ của chúng tôi hiện nay đang hỗ trợ 6 doanh nghiệp. Doanh nghiệp đầu tiên đó là doanh nghiệp BGS Vinh Hà, chủ yếu là làm về rau và được thành lập năm 2019. Thì đến bây giờ chúng tôi vẫn đang hỗ trợ BGS Vinh Hà, bởi vì là các bạn ấy mới thành lập, có những lúc là cái bạn Mai là quản lý chứng nhận và cô Vinh ấy rất là chán này, không muốn tham gia nữa. Và chúng tôi thì luôn luôn động viên, luôn luôn hỗ trợ để cho nhóm dần dần hoàn thiện. Thì đến tận năm nay mới được cấp chứng nhận nhé, các bác các anh chị nhé, từ năm 2019 đến bây giờ mới được cấp chứng nhận. Một cái liên nhóm mà khiến tôi luôn luôn day dứt, luôn luôn cảm thông và luôn luôn thương nhớ, đó là một cái BGS ở Đa Xe ở trên Cao Bằng. Bà con ở trên Cao Bằng ấy khổ lắm, nghĩa là chủ yếu là bà con dân tộc, đời sống của người ta khó khăn, không có nước uống, nghĩa là người ta chủ yếu là người ta dùng nước mưa thôi, không, nghĩa là những cái mùa khô là người ta không có nước đâu. Và những cái vạt gừng của họ ấy trồng ấy theo cái phương pháp hữu cơ, và cứ mỗi lần lên Cao Bằng ấy thì khi trở lại Hà Nội, khi trở lại về trường học thì luôn luôn là gì, luôn luôn chăn trở, luôn luôn là mong muốn rằng là bà con ở nơi đây thay đổi. Và thực sự là phải cảm ơn cái công ty Đa Xe. Nếu mà chúng ta search ở trên mạng ấy thì Đa Xe có nghĩa là một con cá nhỏ, có anh Trần Văn Hiếu hiện nay đang hỗ trợ trên Cao Bằng, và họ ấy có hơn 60 ha được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế. Một cái BGS tiếp theo của doanh nghiệp đó là BGS của Vilasamex. Ở lớp mình hiện nay đang có chị Liên ấy, là giám đốc chứng nhận của công ty Vilasamex, chủ yếu là phát triển về quế hồi. Thì khi mà tôi đến Vilasamex thì cái điều mà tôi thấy rằng là mọi việc nó quá hoàn hảo rồi. Và chúng tôi không nghĩ rằng là cái việc là doanh nghiệp có thể là áp dụng cái hệ thống BGS. Tuy nhiên thì tôi lại thấy rằng là một trong những cái điều mà chúng tôi đang muốn xây dựng là BGS ở Vilasamex sẽ là một cái ví dụ điển hình để cho mọi người có thể đến đây để tham quan, để học tập. Và đặc biệt là có hợp tác xã Đào Thịnh thì tí nữa thì cũng rất là muốn mời chị Yvonne có thể là chia sẻ tại sao mà BGS Vilasamex cũng như là hợp tác xã Đào Thịnh có thể là phát triển. Và nếu có cơ hội thì chúng ta lên đến đây để chúng ta ngắm nhìn các cái rừng quế rất là đẹp. Và cái bà con ở đây thì giàu lắm. Đấy. Tiếp đến là cái BGS ở nông sản Bắc Cạn thì tập trung ở xã Xuân La,
ở trên Bắc Nậm. Ở trên Bắc Nậm thì chủ yếu là bà con dân tộc thiểu số và toàn là chị em thôi. Và ở đây thì là do cái công ty nông sản Bắc Cạn đang quản lý và họ sử dụng BGS là một cái công cụ để hỗ trợ. Tôi xin lỗi mọi người nhé, bởi vì là nhà hàng xóm đang đang có khách nên là gì nghe thấy cả mọi người có nghe thấy tiếng chó sủa không ạ? Đấy ạ. Ở đây thì rất là xin lỗi mọi người ạ. Tiếp đến là BGS Hồng Đại Việt. BGS Hồng Đại Việt thì họ lại tập trung ở trên cái cây người ta gọi là cây cây Diệp Hạ Châu ạ. Và người ta lại không áp dụng theo BGS hữu cơ mà người ta lại áp dụng theo BGS an toàn. Cái này hoàn toàn không vấn đề gì. Ở cái này hôm hôm trước là cô Dung cũng đã trao đổi rồi, có BGS hữu cơ và có cả BGS an toàn. Đấy là tùy doanh nghiệp sẽ chọn cái tiêu chuẩn nào thôi để người ta có thể là áp dụng được. Và cuối cùng đó là BGS của công ty Hồ Tiêu Việt. Công ty Hồ Tiêu Việt thì hiện nay là họ làm ở trên ở trong Đắk Nông ấy và có tôi rất là yêu quý các bác nông dân ở đó. Các bác ấy rất là thông minh và các bác ấy nói rằng là làm nông nghiệp hữu cơ có nghĩa là làm gì? Làm người nông dân lười, chẳng làm cỏ gì cả. Đấy, người ta cứ để cỏ như vậy để cho cây tiêu nó có thể là sinh sống một cách rất là hòa thuận với cả cỏ dại. Và đặc biệt ấy, là một cái điều rất là hay đó là BGS ở ở Hồ Tiêu Việt ấy có doanh nghiệp ở chỗ chị Lê Thương có thể tham gia và giúp bao tiêu sản phẩm cho bà con. Thì đó là một có 6 doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng BGS là cái công cụ để có thể giám sát các bà con nông dân. Thế thì bài học kinh nghiệm khi mà tham gia vào cái dự án và các dự án và khi phát triển về nông nghiệp hữu cơ ấy thì tôi có một số cái kinh nghiệm thôi nhé. Kinh nghiệm này là theo cá nhân của tôi thôi và tôi muốn chia sẻ ở đây thôi. Nó không có cái mang cái tính chất là điển hình đâu. Thì cái thứ nhất là khi mà tham gia vào nông nghiệp hữu cơ ấy thì mình mong muốn trở thành người tử tế. Và ở đây ấy, nếu mà chúng ta chỉ nói không ấy thì không đủ mà chúng ta phải hành động. Nếu mà chúng ta nói rất là hay mà chúng ta không hành động thì có nghĩa là chúng ta chưa chắc đã phải là cái người mà yêu quý hữu cơ thật sự. Nhưng mà cũng có thể là gì do hoàn cảnh, người ta có thể là không đóng góp ở cái lĩnh vực là gì hành động về mặt chính sách này, hành động về gì ra ngoài thực địa hay là qua giảng dạy hay như thế nào đó, nhưng phải gì ạ, phải thực hiện. Chứ còn cứ nói mà không thực hiện thì có nghĩa là gì cũng không ổn. Cái thứ hai mà tôi nghĩ rằng là khi tham gia vào nông nghiệp hữu cơ ấy, là chúng ta phải biết chia sẻ, biết cho đi. Và đặc biệt là chúng ta phải biết quản trị cái cảm xúc của chúng ta. Nhiều khi xuống bà con nông dân người ta nói thế nào nhỉ? Mình biết rõ ràng là nó tốt nhưng mà bà con lại không thích. Và cách đây được khoảng 15 năm ấy, thì tôi cũng giống như các bạn trẻ ở đây ấy, là tôi sốt ruột lắm. Tôi xuống đấy và tôi thấy bà con nông dân không áp dụng theo ấy. Là về nhà là thậm chí trong cái bài viết là tôi nói rằng là vừa tắm cho con vừa khóc, không hiểu là tại sao nông nghiệp hữu cơ nó tốt thế mà mọi người lại không theo. Nhưng đến bây giờ thì tôi cũng có thể hiểu được rằng là có thể là mình không đứng ở cái vị trí đó, mình không thể hiểu được là bà con mong muốn cái gì. Và bây giờ thì tôi đã biết cách quản trị cái cảm xúc của mình. Và trong cái quá trình mà làm theo nông nghiệp hữu cơ ấy là chúng ta có ở đây là chúng ta không lên quá kỳ vọng nhưng mà chúng ta lên hy vọng là bà con sẽ thay đổi. Và bản thân mình thì phải luôn luôn thay đổi. Nghĩa là gì? Những cái gì mà mình có lợi thế thì mình lên phát huy. Và những cái gì mà mình yếu kém ấy, những cái gì đó thì mình sẽ nhìn đồng đội của mình. Đồng đội của mình có rất nhiều người giỏi và người ta sẽ bổ sung cho mình. Và đặc biệt là theo nông nghiệp hữu cơ thì tôi học ra một điều là gì? Từ chối. Từ chối không phải là tự nhiên mà chúng ta từ chối được đâu. Nhiều khi có những cái quyết định từ chối rất là khó khăn. Khi mà có rất nhiều doanh nghiệp hiện nay chúng ta thấy rằng là nông nghiệp hữu cơ phát triển rất là mạnh và mọi người muốn gì tiếp cận mình để đưa các cái loại thuốc chẳng hạn các loại phân bón mà nó không phù hợp thì mình phải học được cách từ chối. Và đặc biệt là chúng ta phải xây dựng được một cái đội ngũ tốt, xây dựng được cái sự mà tin tưởng nhau. Rồi chúng ta phải cố gắng làm sao mà chúng ta học tập theo cái phương châm là chân thiện nhẫn. Ở Việt Nam mình thì hay dùng cái từ là chân thiện mỹ, nhưng mà sau cái quá trình mà làm về nông nghiệp hữu cơ thì tôi nghĩ rằng là chân thiện nhẫn nó phù hợp đối với cả nông nghiệp hữu cơ. Đặc biệt ấy là với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là nếu mà mình làm sai thì mình phải chấp nhận sửa chữa. Mình biết sai để mình rút ra bài học để lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Thì cái điều này không phải ai cũng nhận ra được đâu.
Nhiều người biết sai nhưng mà cũng không sửa. Nhưng mà nếu vậy mà đã làm theo nông nghiệp hữu cơ thì chúng ta nên hoàn thiện bản thân và đặc biệt là phải đoàn kết. Nếu mà không đoàn kết thì không bao giờ trở thành một cái đội nhóm mạnh. Cái mất đoàn kết ý, thì không bao giờ phát triển được. Và đặc biệt là chúng ta phải giảm được cái tôi cá nhân. À, có một câu nói mà tôi rất là thích là không ai có trách nhiệm chịu đựng tính cách của bạn, kể cả chồng của mình, con của mình hay là vợ của mình. Tiếp theo ạ. Như vậy thì vừa rồi tôi đã trao đổi toàn bộ cái nội dung. Như như vợ tôi xin lỗi là cũng hơi quá thời gian một chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có cái phần thảo luận câu hỏi. Xin mời ạ. Phần thảo luận mình để ở dưới đấy em ơi. Đấy, slide tiếp theo ạ. Bây giờ thì tôi có một cái lời đề nghị thế này ạ. Chúng ta sẽ có hai câu hỏi để chúng ta sẽ thảo luận. Câu hỏi thứ nhất là anh chị hiểu như thế nào là chân thiện mỹ? À, xin lỗi ạ, chân thiện nhẫn. Cái thứ hai là chúng ta áp dụng cái chân thiện nhẫn trong sản xuất hữu cơ ở địa phương như thế nào? Chúng ta sẽ có 30 phút để thảo luận phải không ạ, à, bạn các bạn ở trong ban tổ chức ạ? Xin mời ban tổ chức ạ. Dạ alo, dạ đúng rồi cô. À, chúng ta sẽ có 30 phút như mọi khi sẽ thảo luận hai cái câu hỏi chính của giảng viên ngày hôm nay. Thì chúng ta có ba nhóm đang có thể show cái màn ảnh chia làm ba nhóm với các cái điều phối viên hỗ trợ. Dạ đây ạ. Hôm nay chúng ta có ba nhóm thảo luận. Rồi, hay, dạ. Rồi, chúng ta hôm nay có ba nhóm và với hai cái câu hỏi của giảng viên thì cũng chương trình làm việc cũng như mọi khi chúng ta có 30 phút thì có thể là bắt đầu chia nhóm luôn được đó. Nhóm là gì? Bụng quá. Rồi, mình cũng chia nhóm một cách ngẫu nhiên. Các anh chị thấy cái màn ảnh mời tham gia vào nhóm thì mình cứ cứ bấm nút tham gia vào. Sẽ chia nhóm một cách ngẫu nhiên, các thầy cô và anh chị điều phối cũng giúp hỗ trợ bắt đầu làm việc trong cái nhóm nhỏ của mình. Xin mời. Dạ, mời xin mời các anh chị mình chọn đồng ý vào nhóm để mình thảo luận ạ. Mình sẽ có 30 phút để mình thảo luận. Nên là các anh chị mình khẩn trương lên, mình chọn đồng ý vào nhóm, mình có nhiều thời gian để mình trao đổi. Mình nếu mà mình vào không được hoặc là bị trục trặc gì thì có thể mình mở mic lên, em có thể hỗ trợ. Dạ, hiện nay em thấy là ngoài phòng chính của mình thì còn còn nhiều anh chị mà còn ở phòng chính đó. Mình chọn đồng ý để vào phòng mình thảo luận à. Mình để lên cái Thấy màn hình của mình có nó thấy sẽ trên có. màn màn ảnh có chỗ anh Cường nè, anh Cường với chỗ anh Bình đúng không? Rồi mình chưa có vào nhóm hả? Chưa có vào nhóm được hay có gặp trục trặc nha không anh? Mình đang tìm nhưng chưa thấy À, chưa thấy form form đâu. có thể em bật lại thôi đăng Dạ hôm em bật bằng một lần rồi. một lần hoặc là có thể anh Cường có thể giúp thoát ra đi rồi vào lại xem. Dạ nó sẽ từ cái lúc mà mình vào lại là nó sẽ hỏi mình liền vào nhóm nào. Ok. Dạ, rồi cảm ơn anh.
Dạ, à, em xin chào các anh chị, mình còn ở phòng chính nên em nhắc lại một lần nữa là mình chọn đồng ý với mình vào phòng để mình thảo luận à. Em thấy còn nhiều anh chị mình còn ở ngoài, mình tranh thủ vào sớm sớm để mình có thời gian mình thảo luận à. Em xin cảm ơn.
Thank you.
Alo, ban tổ chức ơi. Alo. Dạ, em nghe cô. Mình có ý kiến thế này nhé. Dạ. Sau khi mà dạo quanh các phòng thì mình thấy rằng là các nhóm đã đều rút ra được bài học rồi. Do vậy thì hôm nay mình có đề xuất là các nhóm không phải trình bày nữa. Và chúng ta sẽ cho vào phiên chính luôn ạ. Được không ạ? Khi mà các nhóm đã ra được bài học hết rồi ấy, thì em sẽ cho mọi người để hỏi câu hỏi đi ạ. Có câu hỏi gì cho giảng viên không ạ? Alo, vậy thì sang cái phần câu hỏi thì hiện tại là ban tổ chức có... Em cho mọi người có hỏi giảng viên có, cái gì chỉ thì có hỏi những đấy ạ. cái câu hỏi Vẫn kết trong thúc cái quá sớm. trình mà cô Bình chia sẻ bài giảng. Cái câu hiện tại bây giờ là cô Bình có thể trả lời câu hỏi trên đây và trong lúc cho... cô Bình trả lời thì là các anh chị đặt câu hỏi trực tiếp với cô Bình luôn cũng được. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Thưa các anh chị ạ, vừa rồi thì tôi có dạo vào các Alo. phòng ạ. Alo, mọi người có nghe thấy tôi nói không ạ? Dạ em nghe rõ ạ. Dạ có cô Bình ạ. Có nghe ạ. Em nghe rõ. Vâng. Khi mà mọi người đã nhận ra được bài học rồi thì tôi nghĩ có một cái cách để chúng ta tiết kiệm thời gian. Bởi vì tôi thấy khi mà tôi đến ba phòng thì tôi thấy mọi người thảo luận rất là sâu sắc, đưa ra những cái ý kiến chính xác quá rồi, và bây giờ thì cô Bình chẳng còn gì để mà nói nữa. Rất là mọi người thảo luận rất là tốt ạ, rất là nhiệt tình và rất là trách nhiệm. Thì có một cái gợi ý để cho các anh chị xem là bây giờ chúng ta còn cái điều gì mà chúng ta cảm thấy là chúng ta thấy khó, chúng ta muốn hỏi thì chúng ta sẽ giơ tay phát biểu. Bởi vì là các nhóm đã tôi thấy rất là ổn rồi, mọi người đều nhận ra rồi. Thì bây giờ xin mời mọi người sẽ đặt câu hỏi và chúng ta cố gắng là đến chúng ta sẽ nghỉ trước 5:15. Hôm nay chúng ta tự thưởng cho nhau, chúng ta nghỉ sớm một chút ạ. Không biết là nếu mà mọi người đồng ý thì đánh số 1 ạ. Các anh chị em ở trong học viên mà đồng ý nghỉ trước 5:15 thì đánh số 1 ạ. Còn nếu không thì chúng ta cứ 6 giờ chúng ta kết thúc ạ. Nhiều số 1 quá rồi cô Bình. Chứng tỏ là mọi người cũng thích nghỉ sớm đúng không ạ? Tí nữa sẽ giao nhiệm vụ cho lớp mà ai mà muốn nghỉ sớm trước 5:15 là chúng ta phải hát tặng cô giáo một bài ạ. Vâng, bây giờ xin mời mọi người có câu hỏi trao đổi ạ. Trước tiên thì tôi muốn mời nhà giáo nhân dân tiến sĩ Phạm Thanh Hải nhờ thầy chia sẻ với lớp học thế nào là chân thiện nhẫn ạ. Xin mời thầy ạ. Alo, thầy Hải có ở đây không mình ạ? Có, mình có đây. Em mời thầy ạ. Rồi, tôi sẽ bật... Thực ra thì cái khái niệm này nó cũng rất là phổ biến ở trong rất là nhiều các cái hoạt động. Ví dụ như mọi người nêu là pháp luân công, nhưng mà mình cũng không muốn đề cập tới cái pháp luân công vì nó còn liên quan tới những vấn đề về xã hội. Thế tuy nhiên thì theo cái hiểu của mình ấy, thì chân có nghĩa là chân thực, hay nói cái khác là nói ra sự thực. Và cái này thì rất là quan trọng, hoặc làm theo đúng sự thực thì rất là quan trọng đối với các cái nhóm nông dân sản xuất hữu cơ. Có rất nhiều các cái bài học, tức là chỉ cần một lần anh không chân thực, thì lúc nãy mình có nói chuyện là mình nói ra sự thực thì mình chỉ đối diện với chính mình thôi. Nhưng nếu mà mình nói ra một điều không chân thực thì mình phải đối diện với rất nhiều người và sẽ rất mất nhiều thời gian để giải quyết những việc đó. Thì một lần anh có vi phạm về các cái tiêu chuẩn thì sau này cái công việc xử lý nó rất là khó khăn. Vì vậy cái chân thực là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái quá trình mình sản xuất hữu cơ. Chân thực với chính mình, chân thực đối với khách hàng, chân thực đối với lại các thành viên trong tổ, trong tất cả các cái vị trí. Thì chân thực nó là con đường đơn giản nhất tới sự thật thôi. Vì mình biết rằng là giả dối nó chỉ là lớp áo thôi, tức là nếu mà hết giả dối, bóc mỗi lần giả dối ra thì cuối cùng bên trong nó sẽ là sự thật. Thế nên mình có nói dối đến mấy chẳng hạn thì cuối cùng người ta cũng sẽ phát hiện ra sự thật thôi. Thì đấy là những cái bài học có thể chia sẻ về chân thực. Cái thứ hai tức là hoặc là mình vẫn nói, tức là nó chân thực thì nó mang lại cái sự chân thành cho mọi người. Mình chân thành với mọi người thì mọi người cũng sẽ chân thành lại với mình. Và mình có thành thực, mình có chân thực
yêu quý nông nghiệp hữu cơ thì mình có thể mới vận động tuyên truyền về nông nghiệp hữu cơ được. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Hoặc là trong sư phạm người ta vẫn nói là tâm thành nhé, khí ôn sắc hòa từ uyển thì tất năng động nhân. Có nghĩa là muốn vận động người khác thì anh phải yêu chính nông nghiệp hữu cơ, thì lời nói của anh mới có giá trị. Thế ở đây thì mình rất là mừng, tức là có tới hơn 200 các bạn, các anh, các chị, các thầy, các cô chúng ta đều yêu thích nông nghiệp hữu cơ. Và chắc chắn đây là một cái lực lượng có thể nói là vận động, rồi hướng dẫn, rồi tuyên truyền để mà có thể làm cho đóng góp vào cái sự nghiệp phát triển hữu cơ của Việt Nam. Cái thứ hai là lương thiện. Thế thì lương thiện có nghĩa là, hoặc là mình nói chữ thiện có nghĩa là thiện lương hoặc là lương thiện. Thì theo ý hiểu của mình đó là cái sự tôn trọng đối với tự nhiên. Con người cũng chỉ là một trong hàng triệu loài ở trên trái đất thôi. Và vì vậy là mình đừng nên có cái suy nghĩ mình đứng trên tất cả, mình làm theo ý mình, mà nó có những cái quy luật của tự nhiên mình cần phải tuân theo. Mình không tham lam trong việc sử dụng tài nguyên, cũng như là mình không có tham lam để mình có thể là hoặc là mình có những cái tham vọng để mình có thể đứng trên muôn loài, mà mình thuận theo tự nhiên. Và mình cũng là một trong những cái yếu tố đóng góp vào cái hệ sinh thái trong tự nhiên. Và tôn trọng tự nhiên cũng có nghĩa trong nông nghiệp hữu cơ, tức là mình tôn trọng hệ sinh thái, mình tôn trọng tất cả các thành phần trong cái hệ sinh thái nông nghiệp, từ côn trùng cho tới cây cỏ, cho tới cây cỏ dại, hoặc là có thể có những cái vi sinh vật mà mình thấy rằng nó rất là nhỏ bé nhưng mà nó lại đóng vai trò cực kỳ là quan trọng. Hoặc là côn trùng chẳng hạn, đấy là một cái lớp động vật mà nhiều nhất, nhiều các cái loài nhất trên thế giới này, thì nó đóng góp vào trong cái sự phát triển rất là tạo nên cái sự cân bằng sinh thái. Thì cũng có điều là con người thì cứ nghĩ rằng là mình có thể thay đổi được tự nhiên. Tuy nhiên thì những cái mà mình định thay đổi và những cái lý thuyết bây giờ, thực ra là mình đang tìm ra những quy luật của tự nhiên thôi, để mà có thể thuận theo cái tự nhiên, làm cho cái hệ sinh thái nó tốt hơn. Thì theo ý hiểu của mình như vậy. Và hướng thiện. Đấy, hướng thiện có nghĩa rằng là mình quan tâm tới toàn bộ các cái yếu tố trong cái chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp hữu cơ của mình, từ cái người sản xuất. Thì nếu mà người sản xuất mà hướng thiện tới cái người tiêu dùng thì chắc chắn là không có cái chuyện là rau hai luống, vợ hai hay là lợn hai chuồng. Đấy, thì rõ ràng là nếu mà mình hướng thiện như vậy và hướng thiện trong suốt cả cái chuỗi giá trị thì mang lại những giá trị rất là lớn. Còn một cái yếu tố rất là quan trọng đó là yếu tố về nhẫn. Ở đây thì theo ý hiểu của mình, đây là cái sự nhẫn nại, sự kiên trì trong nông nghiệp hữu cơ. Và cái bài học như cô Bình có nói là 14, 15 năm nay ấy, thì thực ra là cái lực lượng sản xuất nông nghiệp hữu cơ nó tăng lên rất là khiêm tốn và hạn chế. Nó cần có thời gian đấy đó để nó lớn. Đấy. Có vẻ như là cái tốc độ sinh trưởng và phát triển của nông nghiệp hữu cơ này thì nó sẽ không được như là tốc độ sinh trưởng phát triển của nông nghiệp hóa học hay là các cái nông nghiệp công nghệ cao mà chúng ta mấy lâu nay chúng ta vẫn thực hiện. Thế thì nhấn lại cũng có nghĩa là nó vừa đủ thôi. Đấy, tức là vừa tôn trọng những cái quy luật trong tự nhiên vừa đủ. Hay nói cái khác là mình vẫn hay nói chuyện với các bạn rằng là quả trứng 45 ngày thì nó ra được con gà. Nhưng mà mình thúc ép nó để nó nở sớm thì nó ra một quả trứng ung thôi. Tức là mình biết chờ đợi, mình biết nhẫn nại và mình biết cái quy luật để mình có thể mình vận động, mình tuyên truyền và mình thực hiện nông nghiệp hữu cơ. Thì nông nghiệp hữu cơ nó cũng là một chặng đường rất là dài. Thì cho tới hiện nay thì rất là may mắn cũng như là mọi người mình được tham gia cái lớp học này. Có lẽ là không biết có ai cao tuổi hơn trong cái lớp này không, nhưng mà mình chắc là trong số những người cao tuổi ở lớp này thì có lẽ là cao tuổi nhất. Thì mình thấy rằng là nó rất là nhiều điều thú vị, rất là hay. Và theo đuổi một cái sự nghiệp thì không phải chỉ theo đuổi ngày một, ngày hai, mà nếu mà mình kiên định, mình kiên trì, kiên nhẫn thì chắc chắn mình sẽ theo đuổi được cái sự nghiệp. Nó không đi được đến cùng thì nó cũng đi được theo đúng cái mong muốn của mình. Thì đấy là cái điều mình thấy rằng là ba cái yếu tố có liên quan mà cô Bình nêu ra. Tất nhiên nó chưa trở thành tiêu chuẩn, và đây là nêu ra những cái tiêu đề để cho mọi người trao đổi thảo luận và áp dụng trong nông nghiệp hữu cơ. Thì hy vọng là qua cái chuyện thảo luận của mọi người, qua những cái nội dung thông tin, thì biết đâu nó lại trở thành một trong những cái văn hóa của nông nghiệp hữu cơ, là một trong những cái tiêu chí về xã hội, về văn hóa của nông nghiệp hữu cơ cho quá trình chúng ta thực hiện sau này. Thì xin rất là cảm ơn cô Bình và tất cả các bạn.
Em xin cảm ơn thầy Hải ạ. Cũng thực sự là hôm nay rất là vui khi chia sẻ với cả lớp học thì thầy Hải luôn là cái người đứng ở bên cạnh để hỗ trợ em. Và đặc biệt cái bài giảng này thì em cũng xin tham khảo ý kiến của thầy. Và em nghĩ rằng là cái bài giảng này thì thực sự là cái người giảng tốt nhất ở trong cái bài giảng này phải là thầy Hải, bởi vì là thầy có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà làm việc theo nhóm. Và đặc biệt là với kinh nghiệm là 20 năm hiệu trưởng thì thầy cũng đã giải quyết được các cái mối quan hệ ở trong xã hội. Và thực sự là biết ơn thầy đã luôn luôn đồng hành, luôn hướng dẫn, luôn bảo ban để em có thể trưởng thành như ngày hôm nay. Thế thì những cái điều mà thầy Hải vừa chia sẻ vừa rồi ấy, thì em nghĩ rằng là thầy đã trả lời gần như là hết các cái câu hỏi của các anh chị ở đây ạ. Bởi vì là khi mà em vào cái phòng số 3 ở chỗ chị xã thì có một anh bảo là cái chân thiện nhẫn này, anh Nhật là bạn học cùng đại học với em ấy, anh bảo là gì? Chân thiện nhẫn là pháp luân công, thì ở đây em chia sẻ rằng đây không phải là pháp luân công mà đây chỉ là một cái quan điểm. Nghĩa là gì? Ở Việt Nam mình là chân thiện mỹ. Nghĩa là mỹ thì hướng đến cái đẹp. Còn sau 15 năm làm về nông nghiệp hữu cơ thì em thấy rằng là cái điều nhẫn là cái vô cùng khó, và những cái gì mà thầy Hải vừa chia sẻ bản thân thầy Hải cũng phải rất là nhẫn lại với em, bởi vì là đó, mọi người nhìn cô Bình mặc cái áo màu đỏ này, cái tính rất là ngang ngạnh, rất là bướng bỉnh, và thầy Hải đã rất phải nhẫn lại để có thể là đào tạo, để có thể là biến cái đứa học trò bướng bỉnh trở thành một cái người đằm thắm hơn, một cái người mà biết chịu đựng hơn khi mà làm việc với cả nhóm nông dân. Thì một lần nữa thì em xin được nói lời biết ơn, cảm ơn thầy đã giúp đỡ và tạo điều kiện để cho em có thể là hướng đến cái đẹp. Rồi, rất là nhẫn nại. Rồi, cảm ơn cô Bình nhé. Mình rất tự hào về cô Bình và các bạn. Rồi. Những người đồng nghiệp rất là tốt. Rồi. Mời mọi người đi ạ. Bây giờ thì có một vài cái câu hỏi mà nó liên quan đến cái việc là ở đây có câu hỏi là gì ạ? Có thể chia sẻ các nhóm BGS đang chứng nhận các cái sản phẩm, đang chứng nhận cái sản phẩm nào không? Thì ở đây thì cũng xin chia sẻ với cả lớp học chúng ta ấy, thì BGS Việt Nam thì chủ yếu là trên rau và trên quả. Đối với cả liên nhóm Lương Sơn ấy, thì có 3 sản phẩm, đó là rau hữu cơ, quả là bưởi hữu cơ và có gà hữu cơ ạ. Gà hữu cơ thì đang triển khai ở chỗ trang trại tư nhân là nhà chị Thùy ở xóm Gừa. Còn quả hữu cơ thì đang triển khai ở ở dưới Liên Sơn ạ. Còn đâu là còn 16 nhóm còn lại thì là rau. Còn đối với ở trên Thanh Xuân ấy, thì chủ yếu là rau, và có một số nhóm thì hiện nay anh Nghị trưởng liên nhóm thì có mời cô Bình, có yêu cầu là cô Bình xuống tập huấn, rồi cô Nhung xuống tập huấn để người ta chuyển thành là trên thì trồng bưởi và dưới là trồng rau. Còn ở liên nhóm hữu cơ Trác Văn thì bà con lại chủ yếu là trồng rau. Tuy nhiên thì theo cái chương trình rừng và trang trại ở ở hiện nay mà chị Yvonne đang là cố vấn cao cấp của cái dự án rừng và trang trại đang áp dụng, thì cái sản phẩm của nó vô cùng đa dạng. Nó không đơn giản là chỉ có rau, không chỉ đơn giản là chỉ có quả. Và đặc biệt là dưới tán rừng thì bà con trồng rất nhiều các cái loại dược liệu. Rồi có những cái sản phẩm mà liên quan đến hiện nay thì còn còn đang chưa có cái tiêu chuẩn ở Việt Nam, chưa kịp. Ví dụ như là hiện nay là trong cái bộ tiêu chuẩn của BGS Việt Nam thì mới chỉ có trồng trọt, chăn nuôi thôi. Và cái phần chế biến thôi. Chăn nuôi thì chủ yếu tập trung vào gà và lợn, chưa có ong. Thì hiện nay ở cái chương trình rừng và trang trại thì đang có một cái nhóm là nuôi ong, và bản thân chị Yvonne thì hiện nay cũng đang tìm kiếm các cái tài liệu nước ngoài để hỗ trợ cho Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ để có thể là cùng với cả BGS Việt Nam để có những cái form mẫu giúp cho bà con ở Yên Thủy để làm về ong, rồi ở Kim Bôi là làm về ong. Ngoài ra thì có cái sản phẩm gạo, thì một trong những cái điều mà tôi thích nhất là khi mà tham gia vào cái chương trình rừng và trang trại ấy, là bà con nông dân ở những cái vùng đấy, bởi vì chúng ta biết rằng là làm
lúa hữu cơ ấy, thì vô cùng khó trong cái việc mà chúng ta kiểm soát cái nguồn nước. Thì bà con người ta có hơn 40 hộ người ta ở trên lưng chừng núi và người ta không toàn bộ cái nguồn nước người ta kiểm soát được. Và bà con có cái tập quán là không sử dụng các cái loại hóa chất, và đấy là một trong những cái điều vô cùng lý tưởng. Hoặc là cái bản bướt mà vừa rồi mà tôi chia sẻ là gì? Đến thời đại này rồi, khi mà tôi đi dạy, một cái bản mà ở ngay cạnh thủy điện sông Đà mà không có điện, tôi ngạc nhiên lắm, tôi không hiểu là tại sao mà bà con sống mãi mà không có điện. Bà con toàn sử dụng cái điện nước thôi. Và cá ở đấy rất là nhiều nhé, rất là nhiều cá, không có rác thải, bởi vì là cộng đồng ở đó, người ta cái tính kỷ luật, người ta làng xã của người ta đưa ra các cái quy định rất là rõ ràng. Và đặc biệt là có một cái công ty, đó là công ty phát triển Tây Bắc ở chỗ chị Đinh Thị Huyền ấy. Các chị là những cái người trẻ, các chị tham gia vào cái dự án đó, và thì các bạn ấy bây giờ đã hỗ trợ cho người dân là làm các cái homestay để đưa khách du lịch đến, nhưng mà rất tiếc là đợt này là Covid không thể đưa đến được. Thế thì quá là hay luôn, đấy là ở trên Sơn La. Hoặc là ở Yên Bái, tôi thì thấy rằng là ở trên Yên Bái thì các bạn ấy đang áp dụng trên quế và hồi. Và hôm nay trong lớp học của chúng ta là có chị Liên, của giám đốc chứng nhận của bên Villa Summit, một trong những học trò rất là xuất sắc của cô Bình. Thì chúng ta thấy rằng là gì, ở trên đó quế hồi các bác ấy làm tốt lắm rồi. Và chúng tôi hướng đến là bây giờ không phải dạy về tiêu chuẩn nữa, bởi vì là áp dụng tốt. Và chúng tôi hướng đến là chúng ta sẽ xây dựng một những cái gọi là BGS kiểu mẫu để cho mọi người đến tham quan, học hỏi. Và tôi cũng chia sẻ với cả chị Nguyễn Thị Huyền là tổng giám đốc của công ty Villa Summit ấy, là chị ước mơ rằng là nếu mà lần sau quay trở lại đây thì cả cái xã Đào Thịnh đó đã cho vào trong nghị quyết của đảng ủy xã rồi, là sẽ biến cái xã Đào Thịnh này trở thành là xã gì? Xã organic, xã hữu cơ. Thì như vậy thì đến mỗi cái địa phương ấy thì chúng ta sẽ đều phải phát hiện ra là ở địa phương đó có cái thế mạnh gì. Thế ở Huế thì chỉ tập trung là ở trên rau và trên lúa thôi. Rồi ở Bến Tre, ở chỗ chị Mây U chẳng hạn, thì chủ yếu là ở trên rau và trên dừa hữu cơ. Và trong cái sách ở trong Sóc Trăng ấy, tôi có vào trong Sóc Trăng thì chủ yếu là trên rau. Và bây giờ các bạn ấy đang làm trên ếch an toàn. Thế thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là hiện nay ấy, thì trong đại đa số mà các doanh nghiệp mà làm về hữu cơ, theo tiêu chuẩn hữu cơ, thì đó là cũng là các cái doanh nghiệp rất là tử tế. Tôi phải nói rằng là đã các cái doanh nghiệp mà đi đồng hành với cả bà con nông dân, mà doanh nghiệp nào còn trụ đến được bây giờ, thì đó là những cái doanh nghiệp tử tế, không làm thật, không làm được. Thì ví dụ như Bắc Tôm hay là Tâm Đạt, Villa Samex hay là Đa Xe, đó là những cái doanh nghiệp mà người ta thực sự là xuất phát từ cái tâm, làm thật, và họ ấy luôn luôn kiên nhẫn với cả bà con. Thì đấy là những cái mà tôi chia sẻ với câu hỏi thứ nhất. Thế về cái tên và địa chỉ thì xin phép là tôi sẽ cung cấp đầy đủ và gửi lại cho ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ gửi lên cái group của nhóm mình có được không ạ? Nếu mà mọi người đồng ý thì đánh số 1 ạ. Còn nếu mà mọi người không đồng ý thì tích vào số 0 ở trong cái hộp chat ạ. Tiếp đến câu hỏi thứ 3 là BGS hữu cơ được iFarm công nhận, vậy thì BGS an toàn thì được tổ chức nào công nhận? Tôi nhớ không nhầm là câu hỏi này chị Nhung ấy. Chị Nhung ơi, chị Nhung có ở đây không ạ? Alo. Chị Nhung đây. Vâng, chị Nhung trả lời giúp em câu hỏi này, bởi vì hình như là em nhớ không nhầm là hôm trước chị Nhung đã chia sẻ ở cái bài học của mình rồi. BGS hữu cơ thì được iPhone công nhận, BGS an toàn thì ai công nhận đúng không? Hiện nay thì an toàn thì tổ chức nào công nhận? Hiện nay thì nếu mà được công nhận thì chưa. Vì BGS được iPhone công nhận bởi vì là iPhone là một cái tổ chức hữu cơ lớn nhất của thế giới. Và BGS lúc đầu xuất phát điểm cũng là làm về hữu cơ. Và họ phải làm những cái thủ tục rồi tiêu chuẩn để trình iPhone và được công nhận. Thế còn BGS an toàn hiện nay người ta sử dụng BGS như là công cụ để sử dụng các tiêu chuẩn an toàn hiện nay thì là dựa vào tiêu chuẩn Việt Gáp nhá. Thì còn được ai công nhận hay không thì hiện nay trong nội địa của chúng ta, trong quốc gia của chúng ta thì kể cả BGS Việt Nam cũng như BGS an toàn chưa được công nhận một cách chính thức. Vâng, em cảm ơn chị Nhung ạ. Bây giờ em muốn hỏi chị Yvonne
là tại sao với cái tư cách là cố vấn cao cấp của dự án rừng và trang trại thì tại sao chị Yvonne lại định hướng cho 5 tỉnh ở trong dự án lại lựa chọn BGS mà không phải là lựa chọn cái tiêu chuẩn khác ạ? Không biết chị Yvonne vào đây không ạ? Có Vâng ạ, nghe xin mời chị cô Bình Yvonne gọi ạ. là phải bật mic rồi. Vâng, xin chào cô Bình và tất cả các thầy cô giáo cũng như là các bạn tham gia lớp học mình. Câu hỏi cô Bình rất là hay. Tuy nhiên thì mình chỉ trả lời ngắn gọn thế này thôi. Cái câu là chân ấy, chân thật ấy, nó phải bắt đầu từ cái người làm hữu cơ và mong muốn cái sự chân thật của mình được lan tỏa. Và tôi thì cũng rất may mắn từ năm 2005 khi mà làm giám phó giám đốc cái dự án này thì được anh Kuhn Dan Braver, tôi vẫn cảm ơn anh ấy, là cái người đầu tiên mà đưa cái kiến thức đến cho tôi hiểu thế nào là nông nghiệp hữu cơ. Và từ đấy thì tôi theo đuổi cái suy nghĩ này và làm, bởi vì tôi thấy nó thiện quá. Nó thiện thứ nhất là cho bản thân mình, nhưng thiện thứ hai là về môi trường, về sức khỏe, về cho mọi người. Và đấy là một cái sự nhẫn. Tại sao mà tôi phải làm cái nhiệm vụ chính trong Hội Nông dân là Phó trưởng Ban Hợp tác Quốc tế Trung Hội Nông dân Việt Nam, chứ tôi phải làm người kỹ thuật. Nhưng cái điều đó nó đi theo cái tư duy của tôi và chân thật đến mức độ là đi đến đâu tôi cũng chỉ tìm kiếm những người nông dân nào mà họ làm cái việc đấy, kể cả ở Việt Nam và ở nước ngoài, họ làm tốt, họ làm xấu hoặc là họ có thất bại, tôi đều lắng nghe và học tập người ta. Và chính cái điều đấy thôi thúc tôi là khi có điều kiện thì tôi sẽ vẫn đưa cái tinh thần của nông nghiệp hữu cơ vào trong tất cả các hoạt động về sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản. Bởi vì khái niệm về nông nghiệp hữu cơ thì các bạn bạn biết rồi đúng không ạ? Nó áp dụng cho tất cả các cây trồng, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Và cái việc đấy tôi thấy thứ hai nữa là nó phù hợp với nông dân sản xuất nhỏ. Làm nông nghiệp hữu cơ có thể làm trang trại lớn nếu bạn có điều kiện. Bạn có thể chỉ một mình bạn thôi, 100 hecta hay là 200 hecta bạn vẫn có thể làm được như là một doanh nghiệp nông nghiệp. Nhưng với những người nông dân sản xuất nhỏ Việt Nam thì các bạn biết rồi, diện tích chỉ có trung bình khoảng từ 1 đến 3 hecta với đất rừng, còn đất nông nghiệp thì có thể chỉ 0,3 đến 0,5 ở khu vực phía Bắc, còn miền Nam có thể 0,7 hecta cho sản xuất nông nghiệp, đấy là trung bình. Vậy thì họ có thể làm việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ được không? Tôi vẫn tin là họ làm được, nhưng mà họ phải hợp tác lại. Và chính cái điều đó, đi đâu tôi cũng chỉ tìm kiếm thứ nhất ở đó, điều kiện khí hậu tự nhiên, các cái vấn đề về hệ sinh thái có đủ điều kiện và có phù hợp với sản xuất nông nghiệp hữu cơ không? Đấy là câu hỏi đầu tiên. Với một con mắt mà tôi cũng đã đi học ở rất nhiều các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa là nếu như khi họ có đủ điều kiện, có con người ở đó, thì chúng ta sẽ giúp họ hợp tác lại để sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Thế nhưng mà áp dụng tiêu chuẩn nào để nó phù hợp nhất với người sản xuất nhỏ? Thì tôi nghĩ đầu tiên là như này, với Việt Nam thì hầu như các cái giai đoạn đầu, 3 năm đầu ấy, số lượng rất là ít. Và cái thứ hai nữa, mọi người cũng phải trải nghiệm làm nông nghiệp hữu cơ thế nào. Thì cái đào tạo về tiêu chuẩn PGS hữu cơ và cái công cụ này, nó là một cái phù hợp nhất đối với người sản xuất nhỏ. Tức là với quan điểm cá nhân tôi đấy. Tức là người nông dân không chỉ thụ động là phải làm thế nào khi có bên thứ ba vào đánh giá, mà đầu tiên là người nông dân hiểu là nông nghiệp hữu cơ là gì, muốn làm thì làm thế nào, và họ được trải nghiệm từng bước một, từng tiến trình của cái sản xuất mà họ đang muốn sản xuất cái sản phẩm ấy. Cho nên là sau một thời gian, nếu chúng ta nhẫn lại, chúng ta đào tạo và chúng ta làm việc với họ bằng sự chân tình, bằng cái thiện chí của chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là cái sự cảm hóa của chúng ta với người sản xuất nhỏ ấy, họ sẽ dần dần họ hiểu ra, và chính bản thân họ họ được khai phá những cái năng lực nội tại của họ. Và chính vì thế tôi tin một cái điều như thế, và trong cái chương trình hỗ trợ rừng và trang trại ở 5 tỉnh, đến bây giờ là 5 tỉnh, toàn là với những người dân tộc thiểu số và những người sản xuất nhỏ thôi. Nhưng giai đoạn đầu họ cũng rất là e ngại, họ bảo khó lắm, và thậm chí có những người nói với cô Bình đấy, nói với cô Nhung đấy, em học xong nhưng em về em chắc vẫn chỉ làm việc ghép thôi cô ạ. À. Và lúc đấy chúng tôi vẫn phải cười, chúng tôi bảo em có sự lựa chọn của em, nhưng mà em cứ học đi. Và sau đó thì cứ dần dần chúng tôi đưa các bạn đi học những cái mô hình khác nhau, và các bạn thấy rằng là không quá khó,
nếu các bạn hợp tác lại với nhau và cùng làm, áp dụng đúng cái tiêu chuẩn bằng cái sự cam kết, bằng cái sự nhận thức, xong sau đó áp dụng bằng cái phương pháp các cô đào tạo, thì các bạn ấy thành công. Và đến bây giờ rất nhiều hợp tác xã đã thành công bởi cái sự, thứ nhất là chúng ta chân thật, chúng ta học đến đâu chúng ta làm đến đấy. Và cái hai là thiện, thiện ở đây từ suy nghĩ cho đến cái hành động của chúng ta đối với cái công việc chúng ta làm. Và cái thứ ba nữa là sự nhẫn lại của cả người đào tạo, của cả người sản xuất và của cả những cái tổ chức hỗ trợ nữa. Chúng ta đừng nóng ruột, chúng ta hãy bình tĩnh đi từng bước một. Và tôi tin rằng là cái việc này sẽ áp dụng được thành công trong FNF. Và trong 3 năm qua tôi cũng phải chân thật với các bạn là ngay anh điều phối viên trưởng của cái dự án này, cô Bình biết đấy, khi tôi đưa ý kiến này ra, anh bảo hay lắm chị ạ, nhưng mà em thấy khó thành công lắm, khó lắm. Và người đầu tiên là cái người tôi phải cùng với bạn ấy bàn. Bởi vì nếu là cố vấn nói ra mà người đầu tiên điều hành cái việc đấy lại không cùng với mình ý tưởng thì rất là khó. Cho nên cái câu chuyện ngày hôm nay tại sao tiếp cận nông nghiệp hữu cơ bằng cái cách tiếp cận của xã hội, nó là cái chìa khóa của cái sự thành công. Bởi vì nếu chúng ta làm nông nghiệp hữu cơ mà không có lòng tin và không xây dựng được cái sự tin tưởng với nhau ấy thì không thành công đâu. Tin tưởng ở cả mức độ là dọc và cả mức độ ngang nhé, với một tổ chức. Và cách đây 3 năm khi mà cái đoàn chuyên gia Pháp sang mà hỗ trợ cho Bộ Nông nghiệp ấy, cô Bình nhớ đấy, chúng ta đưa mọi người đi thăm ấy, về hội thảo, thì các anh chỉ nói là làm nông nghiệp hữu cơ muốn thực hiện cái chiến lược của Việt Nam thành công và cái đề án Nghị định 109 cũng như cái đề án sắp tới mà thành công ấy, cái hồi đấy là chuẩn bị cho 8-8 năm, các anh chỉ đưa ra 2 ý kiến thôi. Tôi đố lớp mình là ý kiến gì đấy? Để nông nghiệp hữu cơ thành công là gì? Thì chỉ có 2 ý kiến mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ. Trust building, tiếng Anh đấy ạ, xây dựng lòng tin ở tất cả các cấp độ, từ người sản xuất, đầu tiên phải tin vào mình làm cái điều đúng, và những người xung quanh, những đối tác trong cái chuỗi đấy phải xây dựng được lòng tin. Nếu tôi không làm tốt, không ai tin tôi cả, không ai chơi hợp tác với tôi cả. Xây dựng lòng tin ngay cả trong nội bộ nông dân với nhau, các hợp tác được với nhau phải tin nhau chứ, biết dám bỏ vốn ra chứ, đúng không ạ? Xây dựng lòng tin. Câu thứ hai, cooperation. Đầu tiên là xây dựng lòng tin, thứ hai là hợp tác. Ở đâu bạn cũng phải nghĩ là bạn phải làm tốt đi thì người ta mới hợp tác với bạn. Và bạn luôn luôn mở lòng ra để hợp tác, để xây dựng cái chuỗi sản phẩm của các bạn. Và hợp tác cả trong nước lẫn quốc tế, các bạn phải học tập đi, học mọi thứ đi. Ở nước khác người ta làm nào, các bạn hãy hợp tác và học tập thì các bạn sẽ thành công với lại cái đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ của người ta. Đấy ạ. Tôi quay trở lại là với FFF chúng tôi cũng học tập như thế, và chúng tôi lấy cái PGF là cái giá trị cốt lõi. Bởi vì người nông dân không chỉ là thụ động để đợi bên thứ ba vào mới làm, mà người nông dân là cái người chủ động làm tốt để tự hào nói rằng tôi đang làm nông nghiệp hữu cơ. Dù là tiêu chuẩn PGF hay tiêu chuẩn USDA hay là tiêu chuẩn TCVN 11041 thì chúng tôi vẫn làm tốt, chúng tôi làm đúng tiêu chuẩn và chúng tôi cam kết. Vâng, và đến bây giờ tôi cũng rất là mong muốn là trong lớp mình ấy, sau này chúng ta có thể cùng nhau chúng ta xây dựng những cái PGS ở các địa phương bằng cái sự hợp tác, trust building, cooperation, hai thứ. Vâng, rất là cảm ơn cô Bình hôm nay chia sẻ với lại lớp một chút thôi ạ. Vâng. Và em xin chân thành cảm ơn chị Nhung và chị Yvonne. Mặc dù thì chị Nhung và chị Yvonne chưa đứng trên bục giảng để dạy trực tiếp, nhưng mà thực sự các chị đã hướng dẫn cho em rất nhiều điều. Những cái việc, từ cái việc mà chia sẻ với cả bà con, từ cái việc về tiêu chuẩn, từ cái việc mà để làm sao mà chúng ta định hướng. Bởi vì là mình là nhà giáo dục thì mình phải làm cho nó tốt, cho nó chuẩn. Và các chị đã giúp em nhận ra rằng là để trở thành một người tử tế, một giáo viên tử tế cũng vô cùng khó. Và một trong những cái điều mà bên Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ của bọn em ấy, là bọn em đang hướng đến là tại sao thầy Hải, cô Nhung, cô Yvonne có thể đào tạo được cô Bình từ một cái đứa rất là bướng bỉnh, từ một cái cô mà đang chỉ thích kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thôi, muốn kiếm tiền thật nhanh, mà bây giờ có thể là tĩnh tâm để làm theo nông nghiệp hữu cơ. Và cái sứ mệnh của Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ bây giờ bọn em cũng sẽ phải giống như các thầy các cô, đó là có trách nhiệm với xã hội để có thể là truyền bá cái nông nghiệp hữu cơ này đối với cả các cái thế hệ trẻ.
Thì thông qua cái bài học hôm nay ấy, thì em chỉ muốn chia sẻ cả mọi người đó là lòng biết ơn. Nếu mà mình biết ơn, nếu mà mình thực sự là mong muốn làm một cái điều tử tế thì chúng ta phải xuất phát từ tâm. Chúng ta phải thiện lành. Nghĩa là nếu mà chúng ta làm một đằng, chúng ta nói một kiểu thì thực sự nó chỉ được một ngày sớm, một ngày chiều thôi. Và chúng ta cần phải kiên nhẫn. 15 năm qua thầy Hải, cô Nhung và cô Yvonne đã kiên nhẫn với cả cô Bình rồi. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng là chúng tôi sẵn có cái sự kiên nhẫn với các bạn trẻ. Để đó là cái thông điệp của buổi học hôm nay. Bây giờ thì tôi muốn có một cánh tay giơ lên trực tiếp, có câu hỏi gì không ạ? Nếu mà chỉ là cái câu hỏi mà liên quan đến những cái phần mà cô Nhung và cô Yvonne với cả thầy Hải vừa trao đổi rồi ấy, thì tôi nghĩ như vậy là đã là đủ cho cái buổi học hôm nay ạ. Còn nếu mà mọi người có muốn hỏi thêm ạ, ví dụ như là đời tư cá nhân của cô Bình này, hay là muốn hỏi xem là cô Bình có hát hay hay không ấy, thì mọi người có thể hỏi thêm một cánh tay nữa thôi ạ. Để hôm nay chúng ta được thưởng, chúng ta sẽ kết thúc lớp học sớm hơn một chút ạ. Xin mời ạ. Đề nghị cô tặng cho lớp một bài. Có cánh tay nào không ạ? Ban tổ chức ạ? Có nhìn thấy cánh tay nào không ạ? Đề nghị tất cả các anh chị bật mic lên ạ. Chúng ta bật camera lên ạ, để em theo dõi xem là mọi người có ngồi học đến bây giờ không. Hiện nay là chúng ta trong phòng room của chúng ta là có đang 96 người ạ, mà hôm nay là ngày nghỉ. Đáng ra là chúng ta phải đi chơi với cả vợ con, đi chơi với cả các cháu của mình, như thầy Hải thì có 4 đứa cháu rồi, thì có thể là đi chơi cả mọi người, nhưng mà thầy vẫn kiên nhẫn ngồi ở đây. Nếu mà không có câu hỏi nào là chúng ta sẽ dừng buổi học hôm nay ở đây đấy ạ. Có câu hỏi nào không ạ? À, hình như xin lỗi ban tổ chức ạ, ban tổ chức có nhìn thấy có cánh tay nào giơ lên không ạ? Dạ hiện tại thì không thấy cô. À, nếu mà trong trường hợp mà mọi người đã rõ rồi, đã nhận ra bài học rồi thì chúng ta sẽ trước khi kết thúc buổi học hôm nay thì đề nghị tất cả mọi người bật mic lên ạ. Xin lỗi ạ, bật camera lên ạ. Lại kiểm tra lần nữa xem mọi người có tuân thủ không ạ? Có tuân thủ không ạ? Xin mời ban tổ chức ạ, ban tổ chức xem giúp ạ. Cho em xin phép không bật camera. Vì sao? Em cũng đang ở bệnh đó cô, cũng em cũng bị nhiễm bệnh nhưng mà em cũng cố gắng tham gia lớp này cô. À, dạ. rất là đáng quý ạ. Chứ dạ, không phải là em đang ở trong bồn tắm thì em nghe cô Bình chia sẻ đúng không? Xin cả. Em đang xong ạ, đang xong. Đang xong ạ. Vâng. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một cái bài hát rất hay mà ban tổ chức sẽ chuẩn bị để cho chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Không biết là bên chỗ Mekong Organic đã chuẩn bị bài Nối vòng tay lớn chưa ạ? Alo. Alo. Đang em chuẩn bị chưa đây? À, xin mời bên ban tổ chức sẽ bật cái bài hát Nối vòng tay lớn, và chúng ta thì mặc dù là chúng ta không bật mic nhưng mà chúng ta có thể hát theo, và nhân dịp đầu xuân năm mới thì cho phép cô Bình nhé, gọi là cô Bình ạ, cô Bình được gửi lời chúc đến sức khỏe đến tất cả các thầy cô và tất cả các bạn, và hy vọng rằng là ở mỗi địa phương chúng ta thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ chúng ta làm nông nghiệp hữu cơ, có nghĩa là chúng ta hướng đến chân thiện nhẫn, và chỉ có 1% trên các cái diện tích đất trên thế giới làm về nông nghiệp hữu cơ thôi. Nhưng mà như vậy thì nếu mà chúng ta theo đuổi đam mê thì chúng ta có thể thành công ạ. Bây giờ đề nghị là mọi người chúng ta vừa hát và chúng ta sẽ cùng theo, không chưa nghe thấy nhạc ban tổ chức ạ. À, không nghe được hết không? Tôi xin lỗi. Vâng. Thôi cô Bình bắt nhịp vâng. Cả lớp hát không nhạc cũng được mà. Vâng. Em thì hát không hay, em chỉ sợ là khi mà em hát lên là mọi người chạy mất ạ. Chị Nhung ơi, chị Nhung giúp em với. Chị Nhung hát hay đó. Nhờ Thái luôn. Nhờ chị Nhung ạ, chị Nhung hát hay lắm. Mời chị Nhung có thể bắt nhịp ạ. Mời bác Nhung đi ạ. Thủ trưởng. Hai ba. Dừng vui ra tay đôi lại biến xa, ta đi vòng tay lớn mai để nói sơn hà.
anh em ta về mừng lời mừng lời. Như vậy là không thuộc tiêu chuẩn đấy nha. Về học lại tiêu chuẩn. Về học lại tiêu chuẩn ạ. Vâng, như vậy thì chúng ta hôm nay là bây giờ đã là 5:30 rồi ạ. Và nếu mà chúng ta không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ kết thúc lớp học sớm hơn một chút. Nếu mà mọi người đồng ý thì chúng ta sẽ lại một lần nữa cho vào ô chat ạ, đánh số 1 ạ. Và nếu mọi người không đồng ý thì đánh số 0 ạ, trước khi chúng ta kết thúc ạ. À, rất nhiều người đồng ý là chúng ta nghỉ sớm. Đây là mọi người tự rất là mong muốn nghỉ sớm chứ không phải là tại cô Bình là ngại không muốn giảng đâu nhá, các anh các chị nhá. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Nhân dịp đầu xuân năm mới xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị. Chúc Mekong Organic và các anh chị sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn ạ, mọi người cảm đã... Cảm ơn cô Bình, cảm ơn ban tổ chức. Chào mọi người. Và... Happy New Year, tất cả mọi người. Mọi người một năm mới 2022 mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, đạt nhiều thành công mới trong nông nghiệp hữu cơ nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều bài phát biểu bữa nay, bài giảng bữa nay rất là hay, rất là xúc tích. Vâng. Đúng với hướng của em đang đi. À, thế ạ. Mình thấy rất là nhiều câu hỏi hay mà mình nghĩ là lớp mình sẽ còn bàn đấy. Ví dụ là làm thế nào để đưa những cái ba cái yếu tố này vào trong cái việc điều hành của tổ chức. Đấy cũng là vấn đề rất là hay. Và nhóm mình thì còn nói là làm thế nào để ba cái khái niệm này có thể được công nhận nữa cơ. Đấy. Còn ba khái niệm để công nhận. Ok, chào mọi người nha. Trong sản xuất của mình đưa ba cái yếu tố này nó là một cái gì đấy nó rất là gọi là xuyên suốt trong cả tiến trình. Thì tại sao lại không nếu mà từ góc độ xã hội đúng không? Mà mình nghĩ là sau này các cái tổ chức mà muốn làm hữu cơ có thể từ ba cái yếu tố này mà xây dựng lên quy chế. Ví dụ là chân thì với tổ chức mình làm những cái gì là chân thật, là chân chính đúng không? Thiện thì chúng ta sẽ làm những cái gì để thể hiện sự thiện. Và cuối cùng là nhẫn thì chúng ta trong tổ chức chúng ta phải làm những cái gì để chúng ta có thể thành một cái tổ chức mạnh. Cũng hay. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Nhân đây thì xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn em Ốc, em Đăng, cảm ơn Thái đã hỗ trợ chị Bình nhá. Mọi người hôm nay đã phối hợp, bởi vì nếu mà mọi người mà không làm tốt ấy, thì cái bài giảng của mình cũng không đi đến đâu vào đâu. Thì rất là cảm ơn các em. Cảm ơn chị Yvonne, cảm ơn chị Nhung, cảm ơn thầy Hải. Đã giúp đỡ để hỗ trợ cái bài giảng hôm nay để em đỡ phải nói nhiều. Bài cô Bình hôm nay khó lắm đấy. Bài kỹ thuật thì dễ có cái để nói, nhưng bài này là bài hơi khó đấy. Khi thảo luận nhóm rất là khó. Dạ, mấy câu nói cũng chân thành cảm ơn cô Bình đã dành thời gian cho cái bài báo cáo ngày hôm nay ạ. Báo cáo rất là hay và cũng có nhiều tương tác với các học viên khác. Một lần nữa thì mấy câu nói xin cảm ơn cô Bình, cô Yvonne cùng tất cả các quý đại biểu đã dành thời gian tham dự. Và hẹn gặp tất cả mọi người trong thứ tư tiếp theo ạ. Rồi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn cô Yvonne. Xin chào nha. Xin chào bác đi. Tôi xin chào mọi người nha, để em muốn đi nấu cơm. Bây giờ đang muộn rồi. Xin chào đấy, mọi người. Đấy là bác đã chụp cho An Bình một Bình An một cái ảnh rất đẹp nha, đang học cùng với mẹ đấy. Chào bác đi. Xin chào. Xin chào ạ. Em xin phép để rời nhóm ạ. Xin rời nha. Dạ, chào cô, chào quý vị biểu.